Rồi gần thì thấy cái chân. Cái mấy cái chân gáy này ngồi xa thì thấy cái bụng. Tại nay chặt chỗ quá à. Trời ơi, không có thấy ai phát nãy giờ mà chưa thấy ai coi. Cái máy tiền chưa đó. Khách ơi, khách ơi, khách ơi. Cái gì Ngọc Huỳnh coi quá. Sao thấy ai vậy ta? Bảo Duyên nó nói rật mấy giờ. Đâu không thấy ai chứ á. Lát ghim bài đồng giá chân váy đi. Chào khách, em chào mọi người nha. Chào mấy cháu, chào mấy cháu. Hôm nay bán chân váy nha mấy cháu. Chân váy tùm lum kiểu hết trơn nha. Có cần chơi cho người em xuống áo không? Ai đang xem cho xin một lượt chia sẻ đi nha mấy chị. Ai đang xem cho em xin lượt chia sẻ đi. Chào đơn máy gì nhanh chứ ghê luôn kia kia vô. Chào Nguyễn Thị Hồng Thấm nha. Khách Hồng Thấm là chị khách mới nè. Ai đang xem cho em xin lượt chia sẻ lên 5 người dễ bán với chị ơi. Chia sẻ tặng áo len đi. Chia sẻ tặng áo len đi nha. Chia sẻ đón hai con số chúng tặng áo len nha. Cho em xin mượn tiền. Tiền. Ai đang xem cho xin chấm đi mấy chị. Chia sẻ đón số đi. Quên tắt chị Mai Trinh vô rồi. Dạ em cảm ơn chị Mỹ Thu nha. Bữa nay em tươi trở lại. Bữa nay em tươi trở lại. Đừng có 20 ngàn à hả. Nghèo quá. Mấy chị đón số trúng áo len đi mấy chị ơi. Đừng cho nó. Thấy nó nhỏ chứ nó giãn lắm. Cái này có khoảng 48kg trở xuống mặt đẹp nha. 48kg thấy nó nhỏ chứ 48kg mặt đẹp. Trúng nha, cho mini game trúng. Cái này không có bán nha mấy chị. Bấm hai con số liên tục đi. Linh Trúc bấm đi Linh Trúc. Bấm hai con số liên tục nha mấy chế. Đón trúng hai con số đi. Hai con số nha. Chào chị Tạ Bích Huyền nha. Bấm số đi mấy chị ơi. Bấm số trúng áo đi mấy chị ơi. Áo len, áo len. Hôm nay em bán chân váy. Chân váy giống em giống kiểu em đang mặc. Chân váy công sở. Công sở có, đi chơi có, quần sọt có. Tất cả đều hai lớp. Ở trong có một lớp lót hết. Yên tâm. Mặc là cái lớp ở trong nó mịn lắm. Yên tâm nha. Ờ thấy chị Ngọc Huỳnh nè. Chị Ngọc Huỳnh 20-50 hả. Chưa nha. Bấm liên tục đi mấy chị ơi. Bấm liên tục đi. Chào chị Hồng Thấm nha. Rồi. Khách bên em ít không có thích chơi mini game nên mấy chị cứ việc bấm như thế nào mấy chị cũng trúng à. Hai chị Mỹ Thu nha. Linh Trúc đang xem mà Linh Trúc khách quen bấm số liên tục nha Linh Trúc. Nhớ chia sẻ nha mọi người, nhớ chia sẻ nha. Chia sẻ cho ông đông khách tí mình dễ bán. Áo này trúng đi về mình mặc không vừa mình cho ai cũng được mà. Tạ Bích Huyền. Dạ gửi rồi chị ơi. Hẹn của chị đi rồi nha. Đi rồi chị Huyền ơi. Đỗ Thị Phương Nga, chào Đỗ Phương Nga nha. Chào Lạc Hy nha. Ai đang xem thì bấm số đi, bấm số trúng cái áo này là áo len nha mấy chế. Bấm số liên tục cho em đi. Cho nó nhanh nhanh trúng đi, em bán cho nó nhanh luôn. Hôm nay chân váy bán. Trời ơi, bán cho mấy cái áo coi. Hồng Cẩm ơi, Hồng Cẩm đóng số nha, Hồng Cẩm ơi. Bấm số liên tục đi mấy chị, em đang nhìn số rồi có ai trúng không nè. Có ai trúng không nè, chào Ngọc Quý nha. Chào bạn Lạc Hy nè. Áo này coi giãn lắm, có khoảng 48kg trở xuống nha. 48kg với chiều cao mét 48. Còn không nhất chiếc 45kg là bằng đẹp rồi. Bằng len nha mấy chị. Nó nhỏ gì chứ nó giãn lắm á. Thấy nó nhỏ chứ nó giãn lắm. Minh Trí chia sẻ nha. Chị Đỗ Phương Nga thôi bán đi ha. Đợi chúng cái đi rồi bán chị Phương Nga ơi. Chào bạn Thi Tiến Kim nha. Ngọc Quý chào, em chào mọi người. Chào mấy khách mới vô. Bấm đi mấy chị ơi, bấm chơi chút xíu đi. Trúng cái áo đi rồi hả bán. Cho vui. Rồi ai mà trúng không? Đỗ Phương Nga. Ai mà trúng thì mua hàng đi, em mới gửi đồ đi kèm. Chứ không em không gửi đâu. Hôm bữa trước có bạn trúng cái ví. Cái ví mini xong em gửi đi. Xong rồi không nhận hàng. Ví bơm về, ý là hàng tặng luôn. Chào chị Hằng Trần nha. Chị Hằng Trần công ty hả? Bấm số để em coi. Bấm số nha mấy chế. Cái muốn nghe nhạc không? Nghe nhạc cho nhạc nhít nhít miếng nữa.
Bấm số với nhớ chia sẻ nha, với nhớ chia sẻ giúp cho em nha. Chào chị Nguyễn Trương Yến nha, chào chị Nguyễn Trương Yến. Hôm nay khách quen đi đâu hết trơn trời nè. Hay giãn áo này vậy. Này áo áo hôm nay chân váy có mấy cái chân cũng dễ thương lắm mấy chị. Đây. Chân váy đẹp lắm, chấm bi gì có đủ thứ hết nè. Mấy chị cứ bấm đi, em cũng có người đang xem số coi có trúng số không. À có được mấy cái quần sọt da luôn mấy chị. Có mấy cái quần sọt bằng da luôn nha. Quần sọt với chân váy da có luôn nè. Có một cái chân váy này thôi em. Coi có ai trúng chưa. Số lớn nha mấy chị, bấm số lớn nè mấy chị. Số lớn mấy chị ơi. Chào Thu Thủy nha. Mấy chị bấm số lớn nè mấy chị. Chị Ngọc ơi rút giùm em cái dây thước lát em đòi luôn cái. Rút được, rút được, chị ngồi chị rút được. Trời ơi, bạn tiền kem ơi, bạn đón một dãy số và bấm giùm em hai số thôi mấy chị ơi. Chút xíu chân váy này, cái nào, cái chân nào mà resize không có size thì em đo eo nha. Mấy chị nhớ số eo của mấy chị nha ha. Nhớ số eo của mấy chị em đo là chính xác luôn nha. Để không, bà cảm ơn vàng quá. Từ 1 tới 99. Dạ, bấm số lớn đi mấy chị, số lớn đi. Nó thuộc số lớn á. Số lớn, số lớn. Bấm đi em vừa ấy vừa coi cho mấy chị nè. Em bán liền giờ, bán liền giờ. Lên 30 view bán liền giờ. Chân váy tí nó bán đồng giá, giá sốc luôn nha mấy chị. Chân váy này đi ra ngoài không có giá dưới 100 ngàn đâu. Giá phải 120 ngàn nha. Giá phải 120 ngàn nha. Rồi số đi kìa. Tiếng kim hả? Tiếng kim sắp trúng rồi kìa. Thấy tiếng kim sắp trúng rồi kìa. Chào Hân Huỳnh nha mấy chị. Cái này là 30, chân váy này 33. Chào khách mới của em nha. Chào khách mới của em. Số lớn mấy chị bấm số lớn đi. Bấm số lớn nha. Chị Hồng Thấm bấm liên tục thế nào cũng trúng nè. Trời ơi. Đăng cài luôn mấy chị. Đăng cài giải. Tao mới thiền đăng cài giải thôi. Vô. Số lớn mấy chị ơi. Bấm số lớn đi mấy chị ơi. Ơi cái chân váy hồng này dễ luôn quá. Chân váy hồng miệng lách bán rẻ cho mấy chị luôn. Ê Linh Trúc trúng kìa. Đâu? Đâu 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 không chưa thấy nha. Chân Hồng Thấm kìa, Linh Trúc kìa. Hồng Thấm 82, Linh Trúc 85 á. Thấy chưa? Chơi game nào vậy? Chơi game tặng áo nè chị Nguyễn Trương Yến ơi. Chơi game tặng cái áo này, áo này có khoảng 45 cho tới 48kg rồi. Em thấy Linh Trúc 85 sao mạng của em chậm quá, để em game bài nha. Rồi nha, số 85. 85 nha mấy chị, thấy không mấy chị? Đó, 85 nha. Rồi, dục cái áo này qua một bên. Áo đó em cũng có bán ấy mấy chị ơi, em bán 49k á. Em bán 49k cho mấy chị là thích cái áo đó luôn á. Nè, có mấy cái nè, 49.000 nha. Linh Trúc trúng rồi, Linh Trúc trúng rồi. Ai trúng thì inbox giùm em đi mấy chị ơi. Toàn thật khách quen trúng không mà. Bên em ít có người chơi mini game lắm. Nên chơi mấy chị đăng cái số là mấy chị trúng hết. Rồi ha, áo nào ai thích đó thì comment giùm em là áo 49 đây bán luôn nha. Có mấy cái à, có mấy cái ha. Áo 49k. Rồi bây giờ bán chân váy nha mấy chị. Bằng Thôi chắc đi đi. Rồi bây giờ bán chân váy. Thôi chân váy này bán rẻ nè, tí nó bán rẻ cho mấy chị nè. Chị Hồng Thấm ơi, như chị Hồng Thấm comment sắp gần trúng. Comment sao? Dạ lên chị Đào Thúy Mai ơi. Sao chị? Chân váy đang mặc bao nhiêu? Dạ chân váy em bán đồng giá 75k cho em ghim cái bình luận chân váy 75k. Áo vừa dơ ấy. Dạ đúng rồi là áo len chị ơi, 49k. Áo này là áo len nhưng mà size nhỏ thôi, cỡ khoảng 48kg trở xuống thôi nghe chị. Em là 48kg 1m6 em bận vừa cái áo này nha. 49.000, ai thích thì comment giùm em áo 49 nha. Đây chị Đào Thúy Mai ơi. Đó. Chân 75. Đó. Chân 75 nha. Đâu có chưa chị? Chân dạ mới lên. Rồi chân váy đồng giá 75 nha. Ghi bình luận. Rồi toán lê cho em cái áo 49 rồi ok là toán lê một cái. Toán lê hàng đi rồi. Chào bé Ngọc Huỳnh. Trời ơi, còn bé nữa. Thế nào vậy? Bà Cẩm. Rồi chân váy em đang mặc, em bây giờ em bán mấy cái dạng chân váy đó, chân váy em đang mặc là ở trong đều có quần hết nha mấy chị. Ở trong có quần có nó hết nha, đừng lo nha. Chân váy đồng giá nha.
Xếp bao nhiêu hả Đỗ Thị Phương Nga? Thì xếp bưu điện tính Phương Nga ơi, nó khoảng 30-35 gì đó. Dạ. Con lên cho xin lại số điện thoại đi em ơi. Con lên là khách hôm bữa có mua rồi, cho chị xin lại số điện thoại đi. Tại chốt đơn mới rồi, không có xem lại đơn cũ. Chào chị Ngọc Tố nha. 49k. Chân váy đồng giá 75k nha mấy chị. Rồi chân váy này điệu đàng. Tất cả ở trong đều có quần hết nha. Rồi. Ai, chân váy này là full size nè. Nó có thun nè ha, thun co giãn lắm luôn, bằng giấy vuông lắm nè. Mấy chị thấy chưa? Bằng giấy vuông cực kỳ, 75 ngàn ha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em mã xanh nha. Xanh, chào chị Ngọc Bé nha. Dạ có, áo em đang mặc 89k. Một cặp là 170 là áo đá, áo Hồng Kông, áo Quảng Châu nha chị Tiết Mai Trương. Áo em đang mặc có nha chị, đủ màu đủ kiểu hết nha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là xanh đi nha, xanh nha. Nó nằm lộn xộn hết mấy chị ơi, nên bây giờ thông cảm em đụng cái này em dơ cái đó, em không có kịp sắp nữa. Rồi Tống Lê địa chỉ nó sao ok nha. Tống Lê là khách cũ cho số điện thoại được rồi nha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em mã xanh đi. Mã xanh. Dạ anh chào chị Ngọc Tố. Chị comment mã xanh kìa. Xanh chị Nguyễn Thị Hồng Thắm nè. Chứ không cho em cây dinh đi phụ chị sao. Chân váy 75 hết. Nó tùy theo kiểu, tùy theo cái mà nó tùy theo size nha mấy chị. Cái này là size XXL. Thôi để em đo trên bụng cho ha, cái màu đỏ nè. Hôm nay là chân đồ cao công sở thôi nha, số Củ Chi Hồ Chí Minh nha. Hôm nay là chân váy công sở, cái này là eo có 80 lận nha, đừng lo. Cái này cực kỳ đẹp luôn, eo 80 luôn nha mấy chị. Eo 80, cái này là ở dưới đây có bèo nè. Trong đây là có quần hết nha, tất cả có quần, có váy lót ở trong hết nha mấy chị. Rồi ai lấy cái này comment cho em mã đỏ nha, mã đỏ. Ngoài mặt trước hoặc sau đều may rất là khéo luôn mấy chị ơi. Giải bao đẹp cho mấy chị luôn, mã đỏ nha, eo 80, đỏ này to nha. Chào Bảo Duyên nha cưng. Rồi mã đỏ, đỏ này to nè, ai mà mấy chị nào to to con thì lụm cái này eo 80 nha. Đỏ này là eo 80. Chị lấy kìa. Chị Ngọc Tố lấy nè. Đẹp lắm chị Ngọc Tố ơi. Cái đỏ này là nhức nách luôn. À 75 chị Ngọc Tố. Ô cái chân này giống như chân em đang mặc không ta? Trời tức quá, nó nằm lộn xộn hết trơn rồi nha, em không có biết được. Để em lấy mấy cái chân giống như em đang mặc cho mấy chị nha. Đây là một vật chân giống như em đang mặc đây nha. Dễ thương quá. Có ai lấy cái chân váy em đang mặc thì comment chân váy em đang mặc nha. Đồng giá 75 ngàn hết mấy chị. Đây. Trời ơi, cái chân này là của em xè, còn cái này nó là cái gì nè, nó giặt xéo một bên nè. Ở ngoài nó giống như màu tím than vậy, màu tím vậy. Ai lấy thì comment giùm em mã tím nha. Chị Ngô Trang nói em nói chân váy size gì? À dạ dạ, để em nó to hơn nha chị. Để nhẹt nhỏ xíu. Đây, chân váy em đang mặc đây đủ size hết á. Để em đo cái eo là nó chắc, em đo cái eo cho nó chắc mấy chị ơi. Trời ơi, cái này là size nhỏ này, size S. Cái eo này là 66 thôi nha, 66 thôi. Ai lấy thì comment giùm em mã 66 luôn đi. Eo này 66 à. Cái eo này 66 à, eo này là eo nhỏ nha mấy chị. Ai size S thì lụm cái này nha, tất cả ở trong đều có lớp lót hết mấy chị ơi. Giải cực kỳ dày dặn luôn mấy chị nhìn nè. Trong có chơi có chị, ở trong có lớp lót luôn. Eo này 66 nha, ai lấy thì comment giùm em mã 66 luôn đi. Đẹp quá. Nhưng mà có cái là nó nhỏ thôi. Cái đấy có size em. Em không biết nữa chị Đậu Thí Mai ơi, em giờ em lụm cái nào tại vì nó không có đóng size. Nó chỉ đóng cái hiệu thôi, nó không có đóng size. Cái này là eo 66 nè, ai đấy thì comment giùm em mã 66 nha. Tuyền Nguyễn hỏi em không. Có màu đen không? Không biết nữa Tuyền Nguyễn ơi, bây giờ đụng cái nào là dơ lên cái đó nè. Dạ ai lấy cái đó mã 66 thì comment giùm em nha con.
em chân váy này là toán lơi đúng không? Em 66 chân toán lơi, em comment giùm chị mã 66 đi, con phải không con chắc lên thôi nó bị lộn nha cưng. Đúng là size S nè chị ơi. Cái này nó có đóng size mà nó đi size S nữa nè. Cũng là eo 66 luôn. Có chân váy dài nữa chị. Rồi cái này cũng eo 66 luôn ha. Rồi ai lấy cái này thì comment giùm em 661 đi ha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em 662 nè. 662 là nó màu xanh nè. Màu xanh nè ha. Mặt sau của nó nè, mặt trước của nó nè. Giải cực kỳ dày dặn luôn mấy chị ơi. Cái bạn gì hỏi 40 kg bạn vừa không? 40 kg bạn vừa nha. 40 kg bạn vừa. Vệ mi á. Ừ, 40kg bận vừa nha. 75.000 rẻ quá trời rồi mấy chị ơi. Chân váy này vô shop cũng phải từ giá 120 nha. Rồi tóm lên mã 66 nè chị. Rồi ai lấy 66-62 thì comment giùm em 66-62 nha. 66-62 cực kỳ đẹp luôn. Không lấy là tiếc hồi hội. 75.000. Từ từ em lụm cái nào em dơ cái đó luôn nha chị Ngô Trang. Rồi một cái quần nha. Cái quần này sale. Cái quần này sale 55.000 nha, 55k. Ai lấy quần 55k thì comment cho em quần 55. Cái quần này là form to nha mấy chị. Cái quần này là size L nha. Cái quần này size to lắm, nó có dây buộc nữa. Ai lấy quần thì comment giùm em là chân váy là chân váy là 75, chị có riêng giá rồi. Còn quần này, cái quần này sale, nó dính trong lô này, sale 55.000. Ai lấy quần 55 thì comment giùm em là quần 55. Cái quần này là chất kaki nha mấy chị. Không có em, không có Mỹ Duyên Bùi ơi. Áo mặc có bán nha chị Nguyễn Trương Yến ơi, có bán. Áo em mặc có bán nha mấy chị. Áo em mặc, ai lấy áo em mặc thì comment áo áo mặc nha. Có size M không? Size M, để em coi coi, tại vì nó nằm tùm lum hết trơn á mấy chị ơi. Đoàn Trần Thanh An, có thấy đoàn Trần Thanh An nha. Chân váy dài lúc nãy. Quần 55 cho chị Hồng Thấm nè. Chị sửa giá là giùm em. Rồi đây là một cái chân váy nhìn giống như là jean nhưng mà nó là kaki nha. Nó là quần nha, quần trả váy nha. Để em coi size này là size gì. Size này nó đóng size L đó. Thấy chưa, nó đóng một ấy mà nó này là 36 là 72 đúng không chị Ngọc? Ừ. Rồi cái eo này 72 nha. 72 là M đó mấy chị. 72 là M, nó là một cái quần trả váy nha. Đây, ai lấy cái này thì comment giùm em là comment giùm em là 72 luôn đi, nó là eo 72 nha. Em lấy chào chị Mai Trinh nha. Áo 89.000 thì Nguyễn Kim Yến ơi, áo 89. Áo em đang mặc 89. Chào Lâm Tiền, áo đang mặc 89 nha. Rồi ai lấy cái này thì comment giùm em mã 72 luôn đi. Eo 72 á là size M á. Eo 72 là size M, nó là quần nha mấy chị. Đó là quần chứ không phải váy đâu nha, cái bằng jean này nè. À là em đang mặc thì cứ comment là áo mặc nha, có bán nha mấy chị, 89.000. Áo đá, tất cả có hộp rất là đẹp. Rồi ai lấy quần này thì comment giùm em là quần 72 đi, mã 72 đây là size M đó. Trời ơi sao mấy bạn chậm như vậy. Hai bị đứng mạng hay gì rồi mấy chị ơi, có ai đang coi không? Ai đang coi xin một chấm thôi. Trời ơi. Váy dài. Không vừa nữa. Size S nè, em vừa. Để coi bận cái kéo này ngoài sau nha. Ê, thay ra bận. Em nghĩ bán cho nên chừa là em bận. Cái size này nhỏ quá mấy chị ơi. Nó là size cái size S này, cái eo này ngón có khoảng bao nhiêu. Rồi cái này là 33 là 66 nha. Chị Tiền Nguyễn hỏi 62 2 là 66 2 màu gì? Đây nè, 66 2 là màu này nè chị, màu xanh á chị Tiền Nguyễn ơi. 66 2 là màu xanh nha. Còn cái mã quần là 72. Rồi ai lấy chấm bi này thì comment giùm em là chấm bi, nó là size S nha. Chấm bi này là eo 66. Chấm bi là eo 66. Eo 66 xem size vừa ta. Để em thay này cho mấy chị xem. Eo 66 em biết mấy nè. Eo 7 mấy. Má ốm mà lại không thâm hậu. Eo 7 mấy chứ nè. Nhục mặt.
Ngọc cái nhìn em thấy Ngọc. Khỏi đứng, ngồi luôn, đưa giới luôn. Đẹp không? Gì? Nè. Sao? Trời ơi. Nó xảy con bà bảy luôn. Trời ơi, chấm bi. Đẹp quá. Để luôn. Rồi nha, ai lấy cái mã váy em đang cầm này nè, cái váy hồng này để em đọc mã cho mấy chị. Cái váy jean nó đẹp quá mà sao không ai thấy cho người ta. Ủa cái 66 này có ai lấy không chị? Cái 66, cái mã 66 xanh nè. Chị Tiền Nguyễn á. 66 xanh nè. 66 là màu xanh rêu mấy chị ơi. Hỏi là vậy hả? Rồi nghe, cái chân váy này là 34 là 78 nè. Dạ, cái này là 78, cái này là eo 78 nè chị ơi. Rồi, ai lấy cái này thì comment giùm em mã 78 luôn nha. Cái màu hồng là eo 78 nè. 78 là size ML. Nó vừa M vừa M vừa L 78. Rồi ai lấy cái này thì comment giùm em là 78 nha. 78 là cái hồng Shipley, màu hồng. Màu hồng da. Hồng da đậm nha, 78 78. Chân váy đồng giá là 75.000. Có cái nào eo 80 giả dạ, có chị Từ Thảo ơi. Có eo 80 chứ chị. Mà giờ để em cầm cái nào em coi cái đó, giờ không biết nó nằm lộn xộn thằng ngầu lai. Ba cái váy có size này mệt quá. Áo chị Nguyễn Kim Yến, áo em đang mặc. Lấy cho em mẫu khác luôn. Nguyễn Kim Yến hỏi cái áo nó có size hết không? Trời trời, resize đi, mình bán theo giảm không đi nha. Cao hả? Thanh Nhàn hả? Chị cao 1m6 à Thanh Nhàn ơi. Rồi nha. Ai lấy cái trắng này là quần, trời trắng này đẹp cực kỳ luôn đó chị. Cái trắng này là quần ở trong, quần nhưng mà ở trong có lớp lót nữa, đừng có sợ mỏng nha. Quần tất cả quần trong có lớp lót luôn. Ai lấy trắng này thì comment giùm em trắng nha. Là ok nha chị Hồng Thắm, ok chị Hồng Thắm. Hồng Thắm mấy người ok. Hồng Thắm lấy bi. Cái nãy cái chị Tiền Nguyễn comment. Ai comment chứ? Để coi lại, để tí em coi lại comment em bị tụt, em bị cho comment hay sao. Rồi cái này 34 là 78 cái gì 68 nha. Ai lấy cái quần này eo 68 70 thì lấy quần nha. Size M, quần size M nè. Rồi, ai lấy quần thì comment giùm em là quần nha, quần trắng đi. Cho nó đừng có bị lộn. Quần trắng này là size M đó mấy chị. Thằng ô có 75.000 mà cái quần hai ba lớp luôn mấy chị. Về nhận đi, cực kỳ. Em bảo đảm với mấy chị là hàng giải cực kỳ đẹp luôn. Giải rất là đẹp. Trắng nó nhỏ hay lớn vậy? Em có đọc size chị Mỹ Thu nghe kỹ size giùm em nha chị. Em có đọc cái dòng eo á, dòng eo này là 78 nè. Vậy cho em mượn lại cái chiếc lông em lại dục đâu nữa rồi. Em ghi cái eo cho. Cái quần này là eo 78 nha. Quần trắng này là eo 78 nè. Ai vừa eo thì lấy nha. Cái quần trắng này là eo 78. Cái này là eo 66. Đem em ghi kỹ cho mấy chị. Chấm bi chị Tiền Nguyễn đầu tiên hả? Em không thấy comment mấy chị, để tí em dò lại cho. Em dò lại comment không có bị sót đâu. Rồi cái này là một cái kaki nha. Size này là size gì đây? Size này là size S nha mấy chị. Cái chân váy kaki này là size S nha. Kaki này là size S nè. Rồi ai lấy cái đen S này thì comment giùm em là đen S nha. Nó là size S nha. Cái này nó có đóng size nè. Size S. Nó màu đen. Nó là chất của nó là kaki nha. Cái chất này là kaki. Rồi ai lấy cái quần kaki này thì comment giùm em là kaki. Ý size S đi, đen S đi nha. Chấm bi có người chốt rồi. Ngọc Phượng màu đen đi là sao ta không hiểu đâu. Váy màu đen đi á. À like màu đen á hả? Rồi váy chấm bi này có người tặng, có người lấy rồi, để em lấy ra cái mẫu khác cho mấy chị. Để em mặc mẫu khác cho váy chấm bi có người lấy rồi. Thay cái áo luôn đi. Áo của Nguyễn Kim Yến. Dạ dạ để em thay, đợi chút xíu nha mấy chị. Cái váy này của Tiền Nguyễn. Để Phan đi dò lại ra. Để đọc xin ơn chị. Để em bận cái áo nào nhiều kiểu. Để
chứ mấy chứ ơi, cá này của ai bỏ gì luôn luôn à? Nguyễn Kim Yến. Lai gà lại vô lắm. Mắc quy lục tục quy. Rồi nha mấy chơi, để em thay cái mẫu khác đây cho ha. Dạ dạ chị Tiền Nguyễn ơi, tí em coi lại ai, cứ việc ai ấy trước là em chốt cho người đó nha. Rồi cái chân này thì em bận rộng ha, cái chân này là cái này là cái quần nha mấy chị, cái quần nó giả giả váy thôi, nó là dạng kaki á, cái quần này là dạng kaki nha. Rồi ai lấy cái quần này thì chốt giùm em là quần đang mặc nha, quần đang mặc là size L á, size L đó mấy chị. Like mấy cái chân váy này đuối thiệt luôn. Mấy chị chia sẻ like đi, tí nữa em tặng cái váy đó. Cái này là size S nha, size S nha. Rồi, ai lấy caro S thì comment giùm em là caro S nha. Nó là cái váy nha, ở trong có lớp lót hết tất cả nha mấy chị. Túi giả thôi nha. Túi giả. Rồi cái này size S nha, ai lấy cái này thì comment giùm em là S nha. Caro S, caro S, caro thì giải rất là đẹp. Mấy chứ nhận mấy cái quần này về đừng có lo giải của nó nha. Em bao giải cho mấy chị luôn. Caro size S nha. Tầm giá 75k. Caro size S. Caro đo em cho. Vừa. Ai còn đang xem cái xin chấm chấm thì mấy chứ ơi, không thấy ai chấm dẹt gì hết, không thấy ai comment luôn. Ui tâm, trời ơi cái này đẹp lắm nha mấy chị, cực kỳ đẹp luôn nha. Cái miếng này nó đắp qua nè, ở trong này có cái quần lót nha, có cái quần luôn, đẹp quá, mang xuất sắc luôn. Size S tiếp tục một cái size S nữa nha mấy chị, size S nữa nha, đẹp lắm mấy chứ ơi. Đặt thi một cái caro nè. À dạ, em ai comment trước còn tí em cho người đó à mấy chị ơi. Ai comment trước tí em cho. 34 68 nha mấy chị. Eo 68 á nha. Eo 68 là lai lai mờ ai ốm mà cũng được đó nha. Eo này 68 nè. Rồi, ai lấy cái này thì comment giùm em mã 68 luôn đi nha. Mã 68 luôn. Mã 68. Tí em coi lại comment của chị mấy chị ơi, đừng có lo. Mã 68, mã 68 là eo 68 luôn nè. Cái chân 68 này ở ngoài nó màu xanh á. Eo 68 nè, Linh chúc một cái eo 68 nè mấy chị. Mấy chị cứ việc comment nha. Nhiều khi em có mấy mẫu cho một cây ra nha. Eo 68 là quốc tre mã 68 luôn đi. Cái chân váy này nó đuối gì đâu. Trời ơi, cái này ở trên đây là thiêu hoa nên nó làm giống như sợi dây nợt vậy á. Sao cái cây này size S, nó đang khui ngay cái cây size S hay sao? Rồi một cái size S nữa, mấy cái chân này chắc con vịt nó gặp nó không khác. Cái size S nữa nè, để em đo con eo số mấy nha. Con vịt eo nhỏ. Rồi cái này là 32 là 64 nha, mã 64 luôn. Ai lấy cái này thì comment giùm em 64 nha. Mã 64 size S luôn. Nhưng mà nó lên tới đây là eo nhỏ nhỏ. Không chị ơi, dịch cái này lên trên đây cũng được nữa. Lên trên váy mấy chị đừng có lo cái eo nó vậy chị. Nó không có quần trong, hình ra mấy chị kéo lên kéo xuống gì cũng được hết á. Không có sợ nó chật đâu. Em tưởng đâu hồi nãy cái chấm bi á, cái chấm bi nó eo nhỏ xíu à. Eo có 6 mấy à, thì thường em mặc cái eo 7 mấy mà cái chấm bi này em cũng vô vừa luôn. Mấy chị chật á, mấy chị kéo lên. Eo 68 còn cái này là eo 64 nè. Rồi ai lấy cái này comment giùm em mã 64 nha. Không có xét bộ chị Chu Yến rồi, bữa nay không có xét bộ chị. Giờ cái này size L nha mấy chị, size L nha, cái này có size L nha. Màu đen xòe nè. Bạn gì hỏi chân váy đen xòe 56kg đi chị Cherry Huỳnh á. Cherry Huỳnh hả? Eo nhiêu?
36. 36 là 72, nhưng mà mấy chị ơi, mấy cái chân váy này mấy chị kéo lên kéo xuống cũng được nữa. Mấy chị đừng có lo là nó chập rộng, nó đâu phải như cái quần đâu. Tại vì ấy chút xíu mấy chị nhích lên nhích xuống theo cái eo của mình nè. Chân váy đen này là size L nha. Ai canh canh size thì lấy giùm em nha. Đen ăn L. Comment giùm em mã đen L nha. Đen L, đen L. Nhỏ hả chị Ngô Trang? Cái đen ăn L này, đen ăn L là size to nè. Cái này là size nhỏ nè chị, mình đóng như cục kim đi. Để sát bên nè, cái này là size L nè. Đen ăn L nha mấy chị, ai lấy mã đen ăn L thì comment giùm em là đen L nha. Mấy cái chân này ra ngoài còn 120 không mà mấy chị ơi. Cherry hình. Ôi, cái này dài đẹp ghê luôn. Cherry hình hỏi có dài hơn không chị mà trơn luôn á. Không có em ơi, chắc nó ngắn ngắn cỡ này luôn. Tạ Bích Huyền, Tạ Bích Huyền. Rồi chị Tạ Bích Huyền cái đen L nè chị. Rồi cái này là nâu S nha, nâu S. Ai lấy thì comment giùm em nâu S nha. Nâu S thì có cái quần trong. Nâu S này giải rất là đẹp đó chị. Cái nâu S này giải rất là đẹp nha. Tắt mát của nó nè. Đúng chuẩn. Hàng rất là đẹp nha mấy chị. Tắt mát rất là đẹp. Rồi nâu S nha. Lấy thì comment giùm em mã nâu S. Cái nâu S này em vô cũng được luôn. Em mặc cái nâu S này cũng được luôn. Tại vì quần thì mấy chị bận ở đây, còn chân váy mấy chị kéo lên được nha. Nên mặc mặt mấy chị đừng có lo nó chập trọng gì nhiều, không có nhiều đâu. Ví dụ như mà L nhít nhít mờ những chị bận được hết. Rồi cái nâu, ủa cái giải nâu này đẹp không? Mà tiếp ly bận nhiều nó chị tim á. Ừ, mình bận chỉ có tủ mình thôi chị tim. Đẹp quá à, giải cực kỳ đẹp luôn. Khóa nhựa hay khóa sắt hả? Dây kéo dấu em ơi, dây kéo dấu nha. Đoàn đẹp, Đoàn Thị Phương Nga. Dây kéo dấu em ơi, chứ không có nhựa, cũng không có. Dây kéo dấu là thường thường bằng nhựa không mà, đâu có bằng sắt đâu. Có mấy cái nãy là toàn là dây kéo ấy. Ừ. Cái đó nhỏ à? Dạ, cái đó nhỏ. Cái bông hoa này là cái bài dục cho tôi đi, bài cho đến hồi bà khá hậu với bây giờ. Dạ có chị Hồng Thắm ơi. Cái này giống em tìm khóa nhựa, cái này là khóa nhựa đó em ơi, mấy cái này không có khóa sắt đâu. Cái này bằng thun nè, dễ mặc nè. Trời ơi, cái này bằng thun nè mấy chị ơi. Bằng thun nha. Rồi ai lấy cái này thì comment giùm em xanh. Cái này là chỉ dư cho một cái kéo em cắt luôn nè. Không. Rồi ai lấy cái xanh này á, em tìm. Ai lấy xanh này thì comment giùm em mã xanh luôn nha. Xanh này là xanh thun nè. Đẹp. Cái này là dây thun, ở trong cũng có quần luôn nha mấy chị. Rồi, bằng như thun xích ly nha, ai lấy thì comment giùm em mã xanh nha. Mã xanh, bằng với áo sơ mi nhẹ nhẹ, áo sơ mi nhẹ nhẹ, tay là bận đẹp rồi mấy chị ơi. Cái đó mà dài nè, để nó cho ừ, cái này dài thì nhìn dài thì thước tha luôn, nhưng mà nó trong cây của mình ngắn. Dây thun này không có sai đâu, nó là ML đó. Rồi, ai lấy cái này comment giùm em là xanh nha, xanh thun cho nó chắc. Dễ thun, dễ mềm không? Xanh thun nha mấy chị. Giống khách hàng. Ờ, giống vậy các hàng. Hoa này cũng thun luôn nè. Rồi, ngắn nha. Hoa này là ngắn nè. Đây, nó như vậy đây. Em là mấy 6 nha mấy chị. Rồi, ai lấy cái hoa này comment cho em hoa nha. Hoa có 75 ngàn rồi mấy chị ơi. Rẻ quá rẻ rồi. Vô chợ, mua vô chợ mua cũng có mấy giá này đi. Hoa, hoa là dây thun đó nè. Xin mấy xanh bao nhiêu đồng giá? Đồng giá chị Hoa Vương ơi, mấy cái này đồng giá 75 ngàn hết, rẻ rời rẻ này. Này là cái gì đây? Cái này giống cái quần đẹp quá à. Xanh đẹp lắm á. Ô cái này cái quần. Quần mà ở gài nút đẹp đó nha chị. Nút mấy chị thắt quan gì đi. Bằng thun nha, bằng thun nhưng mà cái này size M thôi ha. Size SM thôi nha, size M. Rồi ai lấy cái quần mờ thì comment giùm em quần mờ nha. Cái này cái quần nha mấy chị. Cái quần đẹp lắm. Trời ơi, giải nó mịn á. Rồi quần mờ nha. Cái quần đóng nút rất là đẹp mà. Rồi quần nha. Ai lấy quần thì comment giùm em quần 60k nha. Mã 60, quần 60 luôn. Quần 60 luôn, size này là size M nha mấy chị. Cái quần này là size M. Quần này có bao nhiêu cái đây? Bà Linh Trúc với cái quần Linh Trúc một cái quần 60 nữa nè. Ai có
quà tặng thì mua đồ đi nha mấy chị. Quần 60 nha. Cái quần này thì nó có cái thắt, cái dây nịt ở phía trước thôi nè. Cái quần này 60 luôn nha mấy chị. Rồi ai lấy quần, ai lấy quần thắt, ai lấy quần này thì comment giùm em quần 2 luôn á. Quần 2 luôn. Size gì đây? Size M hết. Hai cái quần này là size M hết nha mấy chị. Hai cái quần này là size M hết nha. Giải là giải kaki. Quần số 2 là cái thắt lưng, còn quần số 1 á là cái đóng nút. Jerry Huỳnh. Chị cũng không biết đó Jerry Huỳnh ơi, về nguyên cây chưa có khui được luôn. Không có khui được bên trong. Cầm cái nào vô tới cái đó à, không có khui được bên trong nên không biết có quần gì nữa. Cái số điện thoại của Linh Trúc này. À, Linh Trúc có cái áo tặng. Linh Trúc có cái áo rồi nha. Ai lấy quần thì comment giùm em quần nha. Quần 60k nha mấy chị. Quần sale rẻ quá trời luôn, 60k. Về một lô có quần có váy. Để cái quần đi. Quần này mình bận cũng đẹp. Rồi để bận cho khỏi đấy, khỏi đấy. Bây giờ tắt like nghỉ nghỉ thôi. Không thấy ai đang xem, có ai đang xem chia sẻ like đặng lát em tặng tặng chân váy hồng vậy chứ. Ôi trời ơi cái quần nha. Quần này là size M nha mấy chị. Đó. Quần này là size M nha chị Ngô Trang. Quần này đẹp lắm luôn. Xuất sắc. Rồi ai lấy quần này thì comment giùm em là quần trắng nha. Quần trắng size M nha. Cái này là size M nè. Quần này giải cực kỳ dày dặn luôn nha mấy chị. Không dày hơn hai cái quần hồi nãy nha. Hai quần hồi nãy thì giải mỏng hơn. Hồi nãy kaki, quần này là cắt hàng nha. Size M, size M. Rồi ai lấy quần trắng thì comment giùm em quần trắng size M nha, quần M. Màu trắng. Quần M nè. Nó giống nè. Rồi cái này là một cái chân nha. Cái chân size M nha. Cái chân size M. Có thắt cái thắt nịt. Rồi ai lấy cái chân M này thì comment giùm em là vàng đi. Ở ngoài là nó màu vàng nha. Ở ngoài là nó màu vàng. Nó là size M nha mấy chị. Đây có quần trong ha. Size M. Chân váy vàng size M. Chết luôn. Tí có mấy chị ơi, có 75.000 à. Em bóc cái nào để em like cái đó, giờ không biết nó nằm cái nào là cái nào luôn. Nạc thi cái màu vàng hả, Ngô Trang hả? Để em kiếm dài chị ơi, em thấy đa số là ngắn thôi. Cái này là một cái quần nha, quần size M. Quần mà mấy chị nó làm với một cái váy vậy đây nha, nó là quần nha. Trời ơi, giải cái này là giải gì không biết nha. Giải gì không biết nữa mà nó bóng như là da vậy. Mặt không có ngứa đâu, tại vì ở trong nó có lớp lót. Lớp lót mà mai cố định vô cái quần luôn, không có ngứa. Bặn giống như thành cái một cái váy xòe nha mấy chị. Mặc vô giống như một cái váy nha. Rồi, ai lấy cái này thì comment giùm em đen đi. Quần đen nha, quần đen là size M hết. Quần đen là size M hết. Quần đen, quần đen. Quần đen này có mấy cái size M nha. Cái chất nhìn nó giống da vậy đó. Nhìn ở ngoài nó giống như da vậy đó. Nhìn nó có nhũ nhũ, mấy chị mặc băng đêm đi tiệc. Mặc băng đêm đi chơi đúng không? Phơi đẹp lắm nha. Sáng lấp lánh lung linh lồm lộn. Rồi ai lấy quần quần M thì comment giùm em là quần quần đen M nha. Quần M 60k nha mấy chị. Quần 60 nha. Quần này 60.000 nha. Qua bán quần có 10.000 không trời, cái tôi bán rẻ ghê luôn mấy chị ơi. Lạc Huy một cái đen, chút một cái đen nữa. Rồi cái quần này là size L nha. Size L nha, quần này là size L nha mấy chị. Chân váy đỏ này là size L nha. Rồi ai lấy hồng chứ. Ai lấy hồng thì comment giùm em là hồng L nha. Hồng này là size L. Chân váy tất cả ở trong là có lót hết mấy chị ơi. Hồng lờ, hồng lờ. Để em kiếm dài cái chân váy dài. Không biết chân váy dài em đâu. Sao đợt này về chân váy ngắn không à. Chân váy này dành cho mấy chị, mấy bạn xinh tin. Ô cái này cũng ngắn luôn nè. Hình như cái này là XL. Nó đóng cái này size XL nha mấy chị, size XL nha. Nó là quần nha, mặn vô giống như một cái váy luôn á, size XL.
Rồi ai lấy quần trắng XL thì comment giùm em là quần XL nha. Quần XL nãy giờ lụm được con cái này là XL thôi. Quần. Quần này là eo to luôn, XL là. Quần đẹp lắm mấy chị ơi. Chải cực kỳ đẹp luôn. Hình như cái cây này là XL. Quần XL, quần XL. Bán rẻ rời, rẻ rẻ luôn rồi. Em thấy mấy chỗ khác bán gì? Hôm bữa cũng có phối vô bán đó, mấy chị kia cũng có phối vô bán rất là nhiều. Quần XL nha. Trắng XL, trắng XL. Đo eo. Chị không cho nó đo eo. Dễ thương quá vậy trời. Dạ đem đo eo chị ơi. Quần cho chị Tạ Bích Huyền nè. Chị Tạ Bích Huyền một cái XL nè. Này, 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 em nói nhiều. Đo thử XL như hả chị? Mung cái quần nó ra em đo thử như chị. Trắng là 75. Này của chị Tạ Bích Huyền không? Dạ. Để em đo cái XL này nhiêu nha mấy chị. Cái đen L này là 38 là 38 là 76 39 80 luôn á mấy chị ơi. Nó là 80 luôn nha. 80 luôn á nha. Coi cái cam lắc. Rồi eo này là 80 luôn nha mấy chị. Eo cái quần trắng XL là 80 luôn á. Cái hoa này là, cái hoa này là eo nhỏ nè. Coi cái cam lắc. Dạ dạ để em lấy cho chị. Cái hoa này là nhỏ nè. Hoa này là 34 à. 78. Cái gì 68. Rồi cái này là 68 nha. Em này là 68, 69 gì. Rồi em 68 thì em cũng vô vừa luôn mấy chị ơi. Trắng 80 chị. Cái mẫu trắng là 80 á chị Ngô Trang ơi. Trắng 80 á. Em bạn cái quần này hơi rộng. Chị Ngô Trang á, màu gì nữa đi, trắng nhiều rồi. Chị hả? Không có thấy. Rồi à, hoa nha, hoa là 80, cái hoa này em mặc cũng vừa luôn. Cái eo này nha. Eo 68, mấy cái eo này sọc tới sọc luôn vừa hết trơn. Con váy nó dễ vừa hơn quần rất là nhiều. Hoa này là size M nha. Ai lấy hoa thì comment giùm em là hoa M nha. Cái em là màu gì nữa? Để kiếm. Để em kiếm đó chị. Để em xem. Ôi trời ơi. Cái này đẹp dữ vậy. Cái này đẹp quá nhưng mà nó size S nha mấy chị. Cái màu cam đất này đẹp quá nhưng mà nó size S nha. Cái này thắt cái nơ giùm em. Trời lẫn cái rồi. Cái hồi kiếm cái quần này vô shop mua bắn chết luôn. Thắt cái nơ ai thắt đẹp đẹp thắt giùm em nha. Cái quần là size S nha, màu cam đất nha. Nó là size S, thắt cái nơ đẹp đẹp nha mấy chị. Rồi ai lấy quần cam này thì comment giùm em là cam S nha. Cam S, cam S. Cái quần chào bà Bảo Duyên nha. Cam S nha. Rồi ai lấy cái cam S này là Bảo Duyên comment gì Kỳ Ngọc ơi. Cái cam đó hơi đẹp quá mà nó size S nè. Da đẹp. Bảo Duyên lấy cái M gì đó nha. Cam đất đó là size S nha mấy chị. Chị Bảo Duyên chia sẻ. Bảo Duyên lấy cái M kìa chị ơi. M là cái cái hoa đó. Rồi tiếp tục. Trời ơi sao nó là size S nữa nè. Size S cái này ở ngoài là màu vàng bò nha. Nó là size S nè. Mặt em bao với mấy chị luôn. Giải nó. Giải cực kỳ đẹp luôn. Rồi ai lấy cái này S thì comment giùm em là vàng S nha. Nó là màu vàng bò, ở ngoài là màu vàng á. Rất là đẹp. Giải miệng chân. Có 75.000 thôi. Ủa sao cái câu chuyện nó cũng chậm như trời. Tới đâu rồi chị? Mạng hình như nó có mờ không nè. Cũng hơi mờ. Chị ta. Rồi nha. Cái này là. Ủa sao nó ngắn như vậy cái im ra. Rớt rồi. Rớt mạng hay gì rồi. Rồi ai lấy cái đó thì comment giùm em là vàng S nha mấy chị.
Hồi nãy á, cái size kia em thấy nhỏ mà em cũng sọt vô vừa á chị Mỹ Thu. Ủa, cái đó rồi cái này là em size M nha, size ML nha. Ai lấy cái này thì comment giùm em, chắc kaki rất là đẹp. Kaki rất là đẹp nha mấy chị. Ai lấy cái này đen M thì comment giùm em đen M nha. Eo của nó mấy chị ơi, chân váy kéo lên trên cũng được, thành ra eo mấy chị đừng có lo tí. 72 nha, 72. 72 mà mấy chị kéo nhích lên, ví dụ như bụng dưới của mấy chị to mấy chị kéo lên bụng trên nè. Chân váy nó dễ mặc chứ chết. Rồi ai lấy cái đen này thì comment giùm em là đen đen 72 nha, đen 72 luôn, mã 72 luôn. 72 là size M. MMLL. Đầu nhỏ. Cái này size gì đây? XL nha mấy chị. Size XL nha. Dây kéo sắt nằm bên hông nha. Dây kéo này nằm bên hông. Size này là XL nha. Mặc vô là giống như, ơi trời ơi, dây kéo này dây kéo ơi, dây kéo giả mấy chị ơi. Dây kéo thiệt của nó là dây kéo nhựa. Thánh thần trời đất ơi. Nó có cái dây kéo này là dây kéo giả thôi nha. Dây kéo thiệt của nó là nhựa nè, nằm bên hông. Bên hông nha. Rồi cái này là size XL nha. XL này nó hơi dính bụi chị, để ngoài để mình đặt lại. Ai lấy cái này thì comment giùm em là nó màu kem đi, kem XL, kem XL. Hơi dính bụi không? Hơi bụi một tí. Cái gì ngắn không à mấy chị ơi, không có chân váy dài rồi. Ngắn không à nha, không có dài nha, khỏi. Ai coi chân váy dài thì khỏi đợi em đi, để đợi mất thời gian, không có chân váy dài. Cái này là một cái quần nha, cái quần có dây rút. Linh chút với cái kem thì Linh chút với cái kem form ok nha. Cái này là bằng thun, lưng thun nha mấy chị. Size M nha. Rồi quần này 60k nha, ai lấy quần thì comment giùm em quần 60 nha, quần 60. Quần này 60k nè. Size M thì size này là giống size ML vậy đó. Nó bằng thun mà. Có cái quần nữa. Cái gì? Tắt ngủ. Còn có ai đang xem không hay là mạng nó bị tổn không chị ơi? Còn có ai đang xem không? Chị muốn kéo miếng nước kìa. Lên áo rồi. Có ai đang xem không? Em bắt áo đi ăn chè. Em bắt nghỉ đi ăn chè, con bác ấy quá. Ủa nãy hay còn? Còn hai cái ốc sọc này nè. Sale cho mấy chị 79.000 luôn nha. 79k ha. Rồi, ai lấy áo sọc, áo len nha. Áo này là phông to. Ai lấy áo này comment giùm em áo 79 đi. Bạn mua lại đi. Bạn chung chứ đẹp lắm á. Bạn chung với chân váy. Áo 79 nha, comment giùm em áo 79 đi. Mấy cái áo này bạn chung với quần trắng hồi nãy cực kỳ đẹp nha. Bạn chung với quần trắng cực kỳ đẹp. Thôi ơi, thôi mấy cái áo này bán mẹ rồi. 80k. Ai lấy thì comment giùm em 80 nha. 80. 80 kg. Cái gì? 80 kg. 60 kg bạn vừa luôn hả? Ừ. 60 kg chắc ôm á chị ơi. Rồi ai lấy cái này comment giùm em mã 80 luôn nha. 80. Áo này 79 nha, áo len. Còn cái này là chất von nha, ngoài trước có trái trâu mà cái mạt cho nó tiêu. Đây, đó. Cái trâu. Trâu rẻ đâu mà. Cái áo này à, đẹp lắm mấy chị ơi. Bận chung với chân váy của em đang mặc nè, Anthony công sở vô. Anthony công sở vô mấy chị. Mấy cái này mèo nó không thấy mua thôi. Học Phượng hả? Còn hả? Có ai còn đang xem không? Thấy không xem, chán like, nghỉ like. Thấy bắn rồm tì tâm trạng á. Anh ơi là nghỉ like à. Còn mấy bộ đồ bộ để em tham sale cho mấy chị mấy bộ đồ bộ luôn nha.
Ngọc Phượng shop ở Hồ Chí Minh nha Ngọc Phượng ơi. Ôi cái này là cái áo len hôm bữa 120 mà em sale còn 99 nè. Ai lấy thì comment giùm em 99 nha. Áo len, mấy cái áo len này 60kg vẫn được hết nha mấy chị. 99k ha. Còn 120 sale luôn. Sale cái này chị 99 cho nó vô nhà vô cửa. Rồi ai lấy cái này comment giùm em 99 nha. Đang lấy cho mọi người. Có cái nào thơm. Thơm vui. Thơm vui à. Trời ơi, giờ không biết lục đâu nên giờ thấy chán cuộc đời cũng nghĩ bán. À đúng rồi, để em bán mấy cái áo rẻ rẻ cho mấy chị. Ê Ngọc chở bên kia giùm em nè. Bán gì mà ơ, dữ thần dữ trời. Lục mấy cái gì to to bán nha. Bán 49.000 cho mấy chị luôn nè. Em về một cây nè, không biết làm gì. Cái này thì size nhỏ nha, 49.000 thôi. 49.000 thôi nha mấy chị. Mấy cái áo này là có khoảng 50-55kg trở xuống nha. Tại vì em để ở dưới đít bao nên nó hôi. Nó hôi tí, em sale thôi. Chứ không phải là đồ cũ đâu nha. Để dưới đít bao nó thôi. 55kg trở xuống. Ai lấy cái áo này thì comment giùm em mã 49 đi, bán 49.000. Áo len nha. Áo len nó hôi là do để dưới đít bao nó hôi thôi. Về xả một hai nước, về xả một hai nước nước khôm là hết rồi chị mấy chị ơi. Giờ không có thời gian, ở bên đây có thời gian giặt thôi. Cái này xả sale luôn nha. Rồi áo hoa 49.000 nha. Ai lấy thì comment giùm em mã 49. Đâu ai lấy. Không ai mua là nghỉ bán luôn. Chắc có phải gì bị áo len dày chị ơi. Cái này chị Ngọc có bạn vừa không nè. Cái này dễ thương muốn chết luôn. Dễ thương muốn chết luôn. Rồi ai lấy cái này thì comment giùm em. Cái này là dạng như áo phọc dài bằng chung với mùa đá xin. Nhưng mà trước là con gấu nha. Mà trước là con gấu nha mấy chị. Rồi ai lấy cái này, ai lấy cái này comment giùm em mã 59 luôn nha. 59k, 59 luôn. Mấy cái này chợ len, len mà 60kg, cái này chắc 55-60kg vô vô được hết nha. Nguyễn Lan chân váy hả? Rồi chân váy nãy giờ em like, em có ai mua mình nghỉ like rồi mấy chị. Chân váy ngắn không à. Chân váy ngắn không có chân váy dài. Phân to. Còn mấy cái áo len phân to. Chị hỏi chị vừa không? Còn mấy cái áo len phân to. Cái này chị vừa không? Cái này có khoảng 58kg trở xuống chị Ngọc có. Em thì em bán em canh size rộng lắm. 59 chị Nguyễn Thị Hồng Thắm nè. 59 là cái này nè chị. Rồi chốt cho chị Nguyễn Thị Hồng Thắm 59.000 nha. Rồi 49k. Rồi ai lấy cái tím này comment giùm em là tím nha. 49.000. Tím 49.000. Mã 49 luôn. Tím 49.000. Free size. Mấy cáo này có khoảng 55-60kg. Cáo tím thì chắc 60kg nhất nhất trang vô được nè. 49.000 nha mấy chị. Tím 49. Là cái áo khoác mà tím 49 nha chị. Đi giá em nha. Rồi áo khoác nha. Ai lấy áo khoác thì comment giùm em khoác nha. Áo khoác nó không có sai có bọng gì đâu mấy chị ơi. Nó bằng len luôn nha. 49k. Đấy thì comment giùm em là rõ đi. Khoác 49 nha. Áo không đang mặc có rất là nhiều hình chị Ngọc Phượng ơi. Nhiều hình dữ lắm. Nhiều hình luôn. Khoác 49.000 nhưng mà giờ em không có áo đá. Tại vì áo đá hôm bữa em mới like đây à. Em mới like đây à chị, để vài bữa nữa. Phí Phạm có mỏng không hả? Len mỏng hả? Len mỏng cũng có, len dày cũng có. Len nào cũng có hết á. Khoác 49 cho Ngọc Bích Trần nè chị.
Rồi nha, đen 49k. Ai lấy thì comment giùm em đen nha. Mấy chị nhìn nè, nó len nè, cực kỳ co giãn luôn. Còn chân váy rất là nhiều, Huỳnh Giang ơi. Còn có 100 cái là... Nãy giờ like ới quá, nghĩ chỉ qua like áo. Đỏ 49 hết rồi Lo Nguyễn. Rồi ai lấy cái đen này comment giùm em đen 59 nha. Đen 59, len lông khổ nha mấy chị. Cực kỳ co giãn luôn nha. Đen mã 59 nha, 59k. Đen 59 ngàn. Đen 59. Đen 59 lụm ngay đi chị ơi. Đen 59 nè. Đỏ 59 nè. Rồi ha, đỏ 59 nè, tiếp tục một cái đỏ 59 nữa. Cái form này nhỏ thôi nha mấy chị. Cái đỏ này là cỡ khoảng 54-55kg trở xuống thôi nha. Cái đỏ này là 54-55kg trở xuống. Đen 59 còn. Đen còn. Quỳnh Như. Quỳnh Như, Quỳnh Như là khách mới, cho xin số điện thoại đi Quỳnh Như ơi. Rồi mã đỏ 59 nè. Phát 49 Ngọc Bích có nha. Cái này là 59k. Dạ đúng rồi, đen 59 nè. Đen 59, đỏ 59. Nguyễn Quỳnh Như. Ờ, Nguyễn Quỳnh Như. Bắn lộ ơi chị Tố ơi. Cái này là dày nha mấy chơi. Cái chất len này là dày nha. Len này là dày nha. Ai lấy cái này comment giùm em là mã cam đi nha. Mã cam 59k. Các bạn Nguyễn Quỳnh Như xin số điện thoại. Nguyễn Quỳnh Như cho xin số điện thoại với mua đơn trên 100k mới liên hệ. Rồi nó tự nhiên màu xanh nữa. Chị đụng cái đây. Rồi nó không phải nó bắt điểm. Nó bắt điểm ảnh. Rồi nha, ai lấy cái cam này 59 thì comment giùm em mã cam 59. Cái này len dày nha mấy chị. Dày nha, cái len này dày chứ phải mỏng đâu nha. Nó bị lỗi chút xíu là do len này là len móc á. Len móc á, nó bị lỗi nha. Thôi cái này nó bị lỗi nhiều à. Mèo Salem lấy cam thì sao? Bạn vừa. Mèo Salem, chào Đỗ Thúy nha. Cam này bị lỗi nhiều quá à. Lỗi nhiều quá à. Lỗi nhiều quá, bán 30 ngàn. Ai lấy thì comment giùm em 30 đi. Không phải đồ cũ đâu mấy chị ơi. Đồ mới mà giờ lỗi quá, bắn lỗ bắn tháo luôn. Rồi ai lấy cam 30k thì comment giùm em mã 30k nha. Nó bị lỗi là lỗi chạy chỉ do len này là len đan nha mấy chị. Còn ai không lấy em để em mặc luôn. Bảo Duyên lấy giùm em nha chị. Rồi ok, chị ghi Bảo Duyên, bảo mặt Bảo Duyên đi. Ok nha Quỳnh Như. Rồi cam 30 ngàn, ai lấy thì comment rõ lại là cam 30 đi mấy chị ơi, do cái này nó bị lỗi chạy chỉ ha. Cam 30 ha, ai lấy thì comment giùm em cam 30. Rồi đỏ, hồi nãy đỏ là nhiêu tiền? Đỏ là 59 ngàn. Quỳnh Như lấy cái 30 luôn kìa. Quỳnh Như công ty á. À, không phải đâu chị ơi, chị Ngọc Tố comment trước á. Chị Ngọc Tố lấy cái này phải không? Em thấy chị Ngọc Tố thấy cam 30 nè. Ừ, chị Ngọc Tố lấy. Chị Ngọc Tố á, ok chị Ngọc Tố nha. Cái mã cam đó là tụ chỉ sao cái áo 30 ngàn. Ở trong thành cái này là cái đầm mấy chị ơi, hay là 30. Dạ cái này là cái đầm len, đầm len body, nhưng mà form này là size S nha. Ai cỡ khoảng 45kg trở xuống thôi, đâu còn dính cái đầm luôn. Rồi ai lấy mã đầm này comment giùm em đầm nha, theo cho mấy chị 75 ngàn luôn ha. Đầm len nha mấy chị, chất len nha, nhưng mà cái này là body nha, body nha, dài qua gối đó, dài vừa chiếm miếng gối đó, 75 ngàn. Ai lấy thì comment giùm em là len 75 thì mã 75 nha. Đi cà phê nhẹ nhẹ bạn. Từ từ em like mấy cái áo dày đi. Em like mấy cái áo dày này cho mấy chị. Nguyễn Thị Hồng Thắm đầm trắng len. Quỳnh Như ơi, chị có chị Khách Ngọc Tố comment trước em á Quỳnh Như ơi. Để tí chị có áo theo chị theo trước cho nha. Nguyễn Thị Hồng Thắm 75 kìa. Ok nha Hồng Thắm. Tí nữa chị có áo xèo, áo màu nó bị lỗi một tí đó, em theo cho mấy chị. Mấy cái len nó bị lỗi về mấy chị căng ra nha. Cái này 79k hả? 75. Mấy chị kéo ra là mấy cái len này nó tự động nó giật cho đều lại à. Cái này là một cái form to nha mấy chị. Form to nha, đây nè. Nó bặn thành cái form giấu quần luôn nè.
60kg bông trang được luôn nha mấy chị. Trời ơi nó hơi dơ. Hơi dơ là do nguyên cái cây này nó nằm ở dưới đít bọc, đít thùng. Nó nằm ở dưới đít nguyên một cái bao hàng trở về của nó mua nên nó hơi hôi thôi. Em sale cho mấy chị luôn nha. Rồi ai lấy cái này thì comment giùm em mã 55 đi ha. Rồi lấy cái này comment giùm em 55 đi. 55.000 luôn nha mấy chị. 55.000 luôn. 55.000. 55 đen, mã này 55 đen bạn vô. Mấy chị bạn chung với quần lesbian á. Ờ mai lấy nghe. Dạ đúng rồi, có nha chị Ngọc Tố, nãy cam chị có, cam chị comment trước là có chị ơi. Rồi nghe 55 đen. 55.000. Đậm trắng không có lỗi nha chị Hồng Thắm, không lỗi nha chị. Đậm trắng không lỗi nha. Sao chị Ngọc Tố lấy cái này? Chị Ngọc Tố lấy cái, chị Ngọc Tố lấy cái 55 đen á. Rồi tiếp tục nha. 55 này là màu trắng nha. Hồi nãy là màu đen, cái này là màu trắng nha. Hoàn toàn không có lỗi gì nha mấy chị. Nó chỉ hơi hôi là do nằm dưới đít bọc mắc mưa thôi nha. Một lần nước xả là sạch con. 55 trắng, ai lấy cái này comment giùm em là 55 nha. 60kg bông trang được hết nha mấy chị. 60kg bông trang được hết luôn. Size L nè, size L ha. Rồi 55 trắng nha. Lấy thì comment giùm em mã 55 trắng đi. Size này là size L. Thôi là nó hôi hôi do mắc mưa. Có thêm cái gì đó. Chào chị Niệm Lam. Chị lấy 55 đen rồi đó chị Ngọc Tú ơi. Hay là chị mua lấy trắng nữa. Chị có lấy trắng nữa không? Rồi chị Hồng Thấm 55 trắng nè. Chị Ngọc Tú lấy trắng đi á. À trắng rồi, còn 55 trắng nữa hết nha. Rồi hết hai cái chị Ngọc Tố có, Nguyễn Thị Hồng Thắm có. Len này nói trước là len dày nha mấy chị. Nhưng mà do nó nằm ở khúc đít ba nó thôi, sale thôi, mấy cái len này ra ngoài không có giá 55.000 gì đâu. Trời ơi. Cái này thì nhỏ nè. Len dày nha, len dày nha. Để hết len dày em lên mỏng cho. Rồi. Áo. Dạ đen trắng luôn nha chị, có nha. Rồi áo 55. Ai lấy áo này? Ai lấy áo này thì comment gì trời, lộn. 49k. Ai lấy áo này comment cho em mã 49 nha. 49. Chắc lên giày nha mấy chị. Có thôi mấy chị về giặt không cảm giùm em nha. Cái len này là cổ khoảng 58-60kg vô được luôn nha. Ơ mà cái cổ nó cổ sơ mi nhỏ thôi, 55 trở xuống thôi nha mấy chị. À Tâm ơi, đồ của em chị nhận được rồi đó nha Tâm. Đồ đổi không bộ. Chị Niêm Lam comment gì 49 nha. Dày chị Niêm Lam ơi, mặc không được đâu. Ở xứ mình mặc không được đâu. Dày chị Niêm Lam. Nãy giờ like chân váy quá trời luôn. Chị Niêm Lam không vô xem. Hi Vân ơi, mấy chị ơi, len này dày lắm, mặc không được đâu nha. Xứ mình mặc không được thôi. Nói trước để mất công về mấy chị đổi á. Đây là len dày. Nè, hoa nó có hoa nữa nè, nhưng mà nó là len dày nè, cầm cái bọc là mấy chị thấy nó dày rồi đó. Mặc cũng được, cái xứ Sài Gòn này nóng lắm. Để em kiếm len mỏng em like cho mấy chị. Chị Ngọc Tố sớm thì chị bị dăng like hoài. Có ai dăng like thì ai da thì dớt mấy cái áo. Ui da trời. Ui dân ra đó chị. Dân ra có ấy vô lại giùm em đi chị Ngọc Tố ơi. Bị cái gì cũng không biết luôn. Lãng ngang. Cái áo cũng xe tiếp à. Cả cuộc đời bán hàng xem cho mấy chị. Chở cái chân váy này em bằng rộng quá. Cái chị thấy không, nó đóng size M mà em bằng rộng. Trong khi đó bình thường em bằng size M. Bên đó đang 10 độ hả? Chân váy đang mặc còn nha bà Quanh. Bà bận dừa đó bà Quanh, tôi bận rộng nè bà Quanh. Chân váy đang mặc còn nha. Chân váy đồng giá 75k. Áo thun 19.000. Ai lấy áo thun bạn với cái chân nó xúc xích. Ai lấy cái áo thun này comment giùm em là 19 đi, mã 19k. Lột cái kia 19k. Lột ra bằng vô 19.000 chồng đang vô đúng quá. Ai lấy cái này comment giùm em mã 19 đi, áo thun bán cho nó vui vui thôi. 19.000.
Linh Trúc lấy nha. Trời ơi, bà Linh Trúc có lẹ dữ vậy trời. Canh rần rực. Trời ơi, cái này là cái đầm hay sao á? Cái cây làm nó cái đầm nè. Đẹp quá. Xúc xích luôn mấy chị ơi. Xúc xích luôn. Chị Hồng Thắm, chị Ngọc Phượng. Ngọc Phượng 19.000 nè, Ngọc Phượng ơi, Ngọc Phượng cho số điện thoại luôn nha. Thấy Ngọc Phượng comment với Linh Trúc nè, con hai cái thôi. Rồi và Ngọc Phượng cho xin số điện thoại với mua cái nào trên 100.000 nó đi đơn nha. Cái này là đầm lem nha mấy chị. Trời ơi. Ngọc Phượng cái này chưa có đơn. Ngọc Phượng là khách mới á. Cái này đầm lem nha, cái này có khoảng 56 kg trở xuống thôi. 56 kg trở xuống thôi mấy chị ơi. Đầm tím kìa của bạn. Rất là đẹp nha. Mèo Salem chị chưa có nói giá mà không có rẻ. Mấy chị thông cảm, cái đầm này không có rẻ được đâu. Thôi bán cho mấy chị chín. Thấy số điện thoại Ngọc Phượng nè. Bán tuy ân cho mấy chị 95.000 thôi. 95.000. Có hữu nghị 95.000. Ai chuẩn bị. Ở dưới là đuôi cá rất là đẹp nọ. Thấy cái phơm không? Ha, thấy cái phơm nha. Ừ. Rồi ok nha Quỳnh Như, đợi chút xíu lên tới nha. Rồi ai lấy cái đầm tím này comment giùm em. Đầm tím mã 95 đi, 95k luôn. 95k là cũng đã rẻ rồi mấy chị. Cái đầm này em lấy giá vô là nó cao rồi. Đầm len. Rồi rồi mèo sao em lấy. Đây ghi cho mèo sao em. Còn màu nha, từ từ em dơ màu lên. Em chuẩn bị đóng cửa mấy chị ơi. Đóng tiệm luôn. Hết đầm tím rồi, Rosel Phương ơi, Rosel Phương rồi. Nãy có bạn mèo sao em lấy rồi, mình còn màu khác nha, từ từ dơ lên. Đây là màu riêu nha. Đây là màu riêu nè, cũng cái đầm giống vậy, màu riêu luôn. Rồi ai lấy đầm riêu comment giùm mình là đầm riêu nha, Rosel Phương. Còn đầm, còn màu riêu với màu vàng. Rồi, còn màu riêu với màu vàng nha. 95.000 chị. Còn màu riêu với màu vàng. Ai mà sợ hở cứ việc mặc cái áo para mà có ren đó, bây giờ dễ bẩn chết. Rồi ok Rosel Phương. Cho chị xin số điện thoại luôn đi em ơi. Cho xin số điện thoại luôn. Trời, tưởng nó bị lỗi mà không phải bị lỗi, nó chỉ thôi nha. Cho xin số điện thoại luôn Rosa Phương ơi. 95.000 rẻ quá trời. Chân váy đang mặc Ngọc Phượng hả? Ok Ngọc Phượng. Em mời. Nè cái này của Rosa Phương nè, chị giá lên 95.000. Ơ, chân váy đang mặc hết M rồi, còn L không à. Chân váy đang mặc hết L rồi. Tiền Nguyễn hết rồi, Tiền Nguyễn ơi. Ngọc Phượng ơi, chân váy đang mặc còn size L không à. Còn size L không à. Về chịu khó bóp eo vô đi. Rồi nha, em hết riêu nha. Còn một cái duy nhất luôn. Màu vàng. Rồi, ai lấy cái này comment giùm. Địa chỉ inbox. Rồi ok nha Ngọc Phượng. Thấy số điện thoại của Rosel Phương nha. Tiền Nguyễn dồn với chân váy bi. Rosel Phương lấy trước rồi. Cái đầm phải không? Đúng rồi, cái đầm riêu hết rồi Tiền Nguyễn ơi. Đầm riêu là bạn Rosel Phương lấy trước rồi. Bây giờ còn đầm vàng 95.000. Ai lấy đầm vàng thì comment giùm mình là đầm vàng nha. Đây nè, cái đuôi cá rất là đẹp nha. Ở chỗ này nó cái form của nó rất là đẹp. Còn màu vàng nha, duy nhất một màu vàng. Màu vàng bằng mấy tiệt. 95.000. Quá rẻ. Rồi, ai lấy cái chân váy 95 này comment giùm em là vàng 95 nha. Còn có một cái thôi. Vàng 95.000. Mắc quá mắc. Thì bán giá khác. Rồi, ai lấy áo len, cái áo len này share cho mấy chị luôn. Áo len này 70k ha. Áo con vịt 70k. Rồi, ai lấy áo này comment giùm em là áo 70 đi. Áo 70. Mấy cái áo này 58kg vô được hết mấy chị ơi. Còn cái đầm vàng không ai hốt hả? Tiền Nguyễn hốt cái đầm vàng đi Tiền Nguyễn ơi. Còn cái đầm vàng. Rồi tiếp tục, cái này là cái áo khoác. Áo 70 lên chút một cái nè. Áo khoác nha, áo khoác len. Rồi đẹp lắm nha mấy chị. Ê. Dạ. Đen thì
Còn ngon còn mà đáng tôi lưu. Rồi ai lấy áo khoác này comment giùm em khoác nha. Khoác 65.000. 65.000. Đẹp lắm mấy chị ơi, có hai màu thôi, màu xanh với màu hồng nha. Xanh với hồng nha. Áo còn cái đầm body nè không hả? Rồi chị ghi giùm em áo khoác 65.000 này chị. Màu xanh. Có xanh với hồng nha. Màu này là màu xanh. Không có đen, áo khoác không có đen. Này của ai? Của Quanh Thành Công. Quanh Thành Công có lấy không? Tưởng Quanh không comment áo khoác, tưởng lấy áo khoác. Áo khoác không có đen nha. Rồi ai lấy áo khoác xanh thì comment giùm em xanh. Áo khoác hồng thì comment giùm em là hồng nha. Chải cực kỳ đẹp luôn. Cái bạn Rose Phương hỏi còn đầm body nè không? Đầm body hả? Còn rất là nhiều. Đầm len còn cũng rất là nhiều luôn. À còn đầm đuôi cá này nè, nhưng mà nó mắc tiền quá à. Thành ra em không có bán cho mấy chị. Đầm đuôi cá quỷ. Còn một cái duy nhất thôi màu hồng nha. Một cái duy nhất thôi. 155.000 ha. Đầm xịn của em đây. Cực kỳ xịn luôn. Mấy chị lấy thì lấy, chứ em bán lỗ rồi. Cái chân này còn có size L không à? Đây body real nha. Trời ơi, đâu lục ra cái này xuất sắc vậy trời. Sao để bận? Body real nha mấy chị. Ai lấy cái này comment giùm em body real nha. Body real 85.000 nha, 85.000. Áo gió sao đi đậu. Áo gió sao đậu nào ta? Dạ ok chị. Rồi đầm body real 85.000 nha. Thôi sale cho mấy chị luôn. Bữa nay bán điên luôn, 80.000 ha. Ai lấy cái này comment giùm em mã 80 đi. Mã 80 nó là màu xanh real nha. Xanh real. Đầm 80 ngọc hình một cái nha. Chị lấy. Chị mặc lên được không? Chị 80 chị. 80 em mặc lên hả chị? Nè 80 nè, 80 của chị Rose Phương nè chị. Đẹp lắm chị đừng có lo. Tại vì body mà nó len mà nó còn giãn nè. Len nó co giãn lắm. Trời em mặc cái chân váy này rộng quá, nó sắp tuột rồi nè. Rồi áo này 99.000 nha mấy chị. Sắp dù nhẹ te hai lớp 99.000 nha. Ở ngoài sau có mấy màu nè. Còn cái áo này thì là 119.000. Áo nào mà có chữ có hoa là 119. Còn trơn là 99.000 ha. Chân váy size L Ngọc Phượng ok nha. Ngọc Phượng lấy chân váy size L nè chị. Ngọc Phượng có số điện thoại chưa? Lấy chân váy ôi, đang mặc yên tâm. Ok nha Quanh Thành Công. Nhà cái này của Quanh nè chị. 1m6 48kg. Rồi theo Phượng. Trời ơi em 1m6 48kg là em bằng cái gì vừa là chị bằng cái đó vừa nghe chị. Ngô Sao Phượng Quanh Thành Công. Còn cái này là của Ngọc Phượng nè chị. Phượng. Em bằng cái chân váy này thì rộng quá. Cho em xem cái trắng hả. Đây cái trắng đây. Trắng đây là free size nha. Cái trắng này nó bị dính mực rồi mấy chị ơi. Cái trắng này nó bị dính mực ở dưới đây rồi. Dính mực em like, em cầm dính mực nó bị dính rồi ha. Rồi lấy cái trắng này sẽ 60k luôn nha. Tại nó bị dính mực rồi. Khổ quá. Phương, không phải Phượng. Phương Rose Phương. Ok, cái kia cũng Ngọc Phượng nha chị. Cái quần, cái chân váy của Ngọc Phượng. Rồi nha. Size L Quanh ơi. Size M hết rồi. Tại vì hồi nãy like size M, nhưng mà size M khách lấy rồi. Bây giờ còn size L thôi. Tôi đang mặc trong người cũng là được. Cái size L luôn nè. Size L. Tại vì tôi ốm quá nên nó rộng thôi. Đó. Ai có bụng thì bận vô tư nha. Còn ai chị, có khách. Chị Hồng Thấm với cái trắng nha. Chị Hồng Thấm với trắng 60.000 à chị ơi. Dính mật rồi. Thôi để sao. Nè dính cái dính mật nè. Hay vậy. Rồi 60.000 ok nha chị Hồng Thắm. Rồi ok nha. Áo khoác đen sát bên trắng là như vậy. Áo khoác này hả bà? Áo khoác đen trơn là ok nha Quanh. Áo khoác trơn á là 99.000. Còn áo khoác hoa này nè là 119.000. Giá cái này là nhiêu ra? 60. Cái áo dính mực là 60. Dính mực có chút xíu chứ like nè.
Còn áo này 39k nha, ai lấy thì comment giùm em 39 len nha, nó bằng len nha. 119.000 à Quanh ơi, nó có hoa là 119.000 nha, tất cả là bảy dù hai lớp. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là vàng 39 nha, 39.000 luôn. Áo len nha mấy chị. Dạ, áo khá 60k chị Hồng Thắng ơi. Nó bị dính mật. Cổ em. Có ai đời bán áo khoác khá 10.000 không? Có tôi. Trời, vàng là 60 nè ha, em có vàng nè. Ý lộn, 39.000. Đỏ 39. Trắng 39 luôn nha ha. Trắng 39 luôn nha. Ý là áo khoác trắng nó có màu đen ha em Hẩm. Không có đen nha. Thúy Vân 39 vàng. Cái áo kia còn đen không? Là chị của chị Thúy Vân, là chị Thúy Vân bạn. Màu đen không hả? Chết rồi, bây giờ nguyên cái bọc áo khoác nó đâu cũng biết nha. Rồi em có vàng, đỏ với trắng nha, ai lấy thì comment giùm em 39k nha. 39k. Nó bị lỗi. Dạ đúng rồi, 39.000. Không phải bị lỗi đâu. Rồi Phan Thanh Trúc một cái trắng 39.000 nè chị. Hình như có màu đen á hôm quanh ơi. 99.000 có màu. À cái dù kia. Vàng 39.000 luôn nè. Còn màu đỏ đó Thanh Trúc lấy luôn đi, ba cái luôn Thanh Trúc ơi. Áo khoác trên móc bao nhiêu? 99.000 nha Phạm Trang. Áo khoác này là 99.000, còn áo khoác này là 119.000. Cái nào có hoa là 119. Còn một cái đỏ 39.000, ai ấy thì lụm luôn cái đỏ nha. 39.000 nha. Ba mươi chín ngàn. Đây là cái gì đây ta? Trời ơi, cái này là cái áo thun nha mấy chị. Áo thun không nhỏ nha. Áo thun này nè, theo cho mấy chị luôn 55k nha. Đỏ luôn, ok nha Thanh Trúc. Đỏ luôn nè chị. Chị ghi 39 x 3 giùm em. Để đó đi, mai rảnh kiếm có áo phét giống cái trắng hồi nãy thì chụp. Ok. Ý bà nói màu đen nãy hả? Ý bà nói màu đen nãy hả Quanh? Đúng không? Này màu đen thùi lùi nè. Đó, 99.000. Rồi ai lấy cái áo thun này comment giùm em là thun 55 nha. Theo cho mấy chị 55.000 luôn. Áo thun này là thun nhỏ nha. Thun 55. Thun nhỏ nha bà Quanh ơi. Cái áo thun này là cỡ khoảng 48kg, 49kg trở xuống thôi nha. Lấy thì ok nha. Lấy thì ok giùm tôi. 48-49kg trở xuống thôi. 55.000. Quanh cái comment gì kìa. Nè, Quanh comment lấy cái này nè. Rồi ai lấy cái chân váy hồng này á, chân váy hồng này là size nhỏ nha, size S nha. Ai lấy chân váy hồng này size cho mọi người luôn nha, 40k. Lấy thì comment giùm em mã 40, nó là size S nha. 40.000. Chân váy hồng 40.000 bọc thôi. Rồi ok. Lấy. Này chị 55.000 này chị. Cái áo đen có lấy không? Cái áo khoác đen có lấy không? Này là 55 đúng không? Dạ 55. Áo khoác đen con lấy không? Lấy thì lấy áo khoác đen 99.000 luôn. À 99.000. Cái ngủ nó thôi đây rồi. Hồng 40 cho chị Thắm nè chị. Nguyễn Thị Hồng Thắm của Hồng 40 nè. Chân váy có dài hơn chân váy ngắn không bà Nguyễn Loan ơi, chân váy nhiều lắm. Phát kim thằng Trần, phát kim không có chị ơi, em không có phát kim. Rồi ai lấy cái này comment giùm em mã 60 luôn nha. À 60k luôn, 60k. Form này có khoảng 48kg trở xuống mặt đẹp. Này là 49k. 48, 50kg bông tre. Ơ à, cái đó 40.000 chị. 40k hả? Ừ, của chị Nguyễn Thị Hồng Thắm. Chị nha, chị đi, chị nhớ hả? Em đọc rồi chị biết không nhớ chị. Ừ, em sợ lộn. Ơ bọn mớ len này đem ra luôn nha. Chị dạy 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 dạy. À à. Hello anh Quanh. Ok ok. Rồi áo 49 nha. Ai lấy cái này comment giùm em là xanh 49 đi. Xanh 49.000 nha. Form này form đuôi cá nè. Giặt trước ngắn, giặt sau dài nha. 49.000. Xanh 49 nha. Anh liên tục luôn.
Trời ơi, chân váy nãy giờ tôi like quá trời luôn mà nãy giờ hình như là chân váy không ai thích. Tôi nghĩ like, tôi like qua quần áo, tôi like qua áo nè mấy chơi. Rồi 49 ngàn nha, ai lấy thì comment cho em xanh 49 nha. Có cái gì sale được nữa không? Nè xanh kìa em, xanh của bạn gì kìa, Phan Thanh Trúc kìa. Nè chị, xanh của Phan Thanh Trúc là 49 ngàn. Nãy giờ Nguyên không có. Rồi em lượm một cái áo sale này luôn. Body nữa hả? Rồi ok em, để kiếm đầm body nữa. Ôi cái áo này hôm bữa rất là đẹp. Áo trắng này đẹp lắm nha mấy chị, len cực kỳ đẹp luôn nha. Sale cho mấy chị nhiêu đây? Ai lấy cái áo này comment giùm em 50 luôn nha, 50 ngàn luôn. Cái áo này 50 ngàn luôn ha. Bánh tuổi luôn 50 ngàn luôn. Trắng trơn 50, len. Mấy cái len thì nó co giãn lắm, đừng lo. Để kiếm mấy cái đầm body like, đầm len nó rất là nhiều luôn, sơ khuôn ơi. Rồi cái này là form to nha mấy chị, màu tím này mấy chị bận với cái áo dây ở trong nha. Ở trong mình mặc thêm cái áo dây nào đó nó sẽ đẹp hơn ha, không có bị lộ, nó không có bị hở. Tại vì cái này đó việc nó rách nè ha, shop ở Củ Chi, Hồ Chí Minh ngay Yuami. Rồi chị, Thí Phạm 50k này Ngọc ơi. Thí Phạm hình như cho số điện thoại Thí Phạm ơi. Rồi ai lấy cái tím này comment giùm em là tím nha. Tím 50 ngàn luôn. Rồi bữa nay bán lỗ luôn, tím hôm bữa bán nhiêu ạ? Hôm bữa bán 80, bữa nay bán 50 nha. Thằng bom. Tím 50k, ai lấy thì comment giùm em là tím 50. Tập này 60kg vô tư nha. 60kg vô tư ha. Rồi ai lấy comment giùm em là sọc nha. Sọc 70k ha, sọc 70k. Sọc này là 60kg, 60kg, 65kg bông trang được nè. Sọc 70. Thấy số điện thoại Thí Phạm. Chân váy hả Du Âm ơi? Hôm nãy giờ like chân váy nha. Lai chân váy nhiều quá à. Để lai áo đi, tí nó quay lại chân váy nha. Rồi cái này sale cho mấy chị luôn nha. Sale luôn nha, 49k. Cái này là len dày nha. Xong này là len dày nha. Ủa chị một tấn rồi đó. Chưa nhận được hả Thí Phạm? Thí Phạm bữa em gửi đầm chị nhận được chưa? À Thí Phạm mới nhận được. Thôi mới nhận được, chị Ngọc Tố chắc ao ra rồi. Mới nhận được nha, Thí Phạm mới nhận được đầm nha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là xanh 49 nè. Xanh 49. Xanh 49 ngàn. Tím này là hoa nha, nó bằng len nha. Nó bằng len ở trên, nó kết hoa 49k. Ai lấy thì comment giùm em mã tím. Tím 49 luôn. Bán lỗ cho xong cái này. Để quá. Tím 49 ngàn luôn. Rồi một cái đen trơn 50k nha, đen trơn đóng nút nha, đen trơn đóng nút 50k nha. Rồi lấy thì comment giùm em đen nút 50. Phan Thanh Trúc lấy cái tím kìa. Phan Thanh Trúc lấy cái tím nè chị. 49 ngàn. Cái tím của tôi nhiều đẹp lắm. Đầm body nữa, đầm body chắc giờ kiếm giờ like không có Rose Phu, để hôm nào chuyên like đầm của nó đi Rose Phu ơi. Này giật ngoài cho mẹ em mặc luôn. Này là tím hết là tốn lơi ơi, tím 49 hết rồi. Ngày của Phan Thanh Trúc hả? Dạ cái đó Phan Thanh Trúc. 49 không? 49 ngàn. Rồi nha, cái dây này, cái đen này buộc dây giống vậy nè, nó xích dây cơ nè, đen buộc lại cơ. Rồi ai lấy đen dây 49 thì comment giùm em đen dây 49 đi. Đen dây 49 ngàn luôn. Trời ơi, mua cái tin tưởng mua cáo chưa được 50 ngàn ha. Cái này hở dai nha mấy chị, nó hở chút xíu, một chút xíu thôi ha. Đấy thì comment giùm em đen dây 49 ngàn. Đen dây 49 có 2 cái thôi ha. Nhanh tay đi mấy chị ơi. Trời ơi, cái này là 60kg vô vô tư nha. 60kg vô vô tư nè. Trời ơi.
em sọc sợi dưới đây nè. Rồi ai lấy cái sọc nào nó giống như nó phối ren em chị, nhưng mà không phải nó mai đâu, mà là nó len mà nó làm dính liền như luôn á. Rồi ai lấy cái sọc này comment giùm em sọc nha, 60.000 nha. Lỗ gì không lấy 49 giây, 49 giây hả Oanh? 49 giây là nó hở đó nha, nó khoét vai chứ không phải nó hở đâu, nó khoét vai nha. Cho chị cái vào cũng cho em này, 49 ngàn luôn. Đỏ 59k ha. Rồi ai lấy đỏ này comment giùm em là đỏ 59 luôn. Đỏ 59 luôn. Cho chị cái màu tím mới. Nguyễn Minh. Tím này đúng không chị? Chị lấy tím này đúng không? Đúng thì ok giùm em nha. 49.000 nha. Nó hơi bị lỗi chút xíu nên em treo 49.000 nha. Thằng lỗi là do em treo móc nhiều khi á, cái đầu móc nó đụng vô nó bị lỗi. Rồi đỏ của Phan Thanh Trúc nè chị. Cái nhiêu ta? 59. Rồi cái đỏ hả? Nên đỏ 59, còn tím là 49 nha. Nhiều khi là nó hơi bị cái đầu móc nó dính vô thôi, chứ không phải là lỗi của em là đồ cũ, không có đồ ba, không có bán đồ cũ đâu mấy chị. Rồi tím ai lấy tím này, tím comment giùm em 49 nha, mã tím 49 nè. Hãy chị gì mới comment chị Nguyễn Minh nha. Rồi thấy địa chỉ Phú Nhuận của đô xe Phương là Phú Nhuận nha. Anh lấy cây dài 49 giờ ok nha. Ok quá nè. Giờ nha, hôm nào đô xe Phương, hôm nào chị like nguyên cây đầm len á, em bay vô em coi nha đô xe Phương. Các bạn đi. Đúng rồi, các bạn đi. Tại vì đầm len chị chia thằng len nên đầm len của chị rất là nhiều. Nguyễn Minh ok em là cái đó đó hả? Dạ, 49.000. Nhưng mà Nguyễn Minh ơi, 49 hết rồi. Nguyễn Minh cho xin số điện thoại đi. Rồi áo hồng nha, áo thun hồng nha, 39k. Ai lấy thì comment giùm em là hồng 39 nha. Hồng 39. Thun này thun xuất khẩu rất là đẹp nha. Hồng 39.000. Hồng 39. Cái bọc rất là đúng là tiện luôn. Hàng xuất khẩu, hàng Việt Nam xuất khẩu nha. Cho em coi cái đầm viên trắng. Du Ami ơi, cái đầm viên trắng này có người mua rồi Du Ami ơi. À vậy hả? Rồi hồng của Thanh Trúc nè, Thanh Trúc một cái hồng 39 nè. Thúy Tạ một cái hồng 39 nè. Cái này của nãy của Nguyễn Minh hả? Dạ của Nguyễn Minh. Nguyễn Minh mua cái gì đi giùm em. Đi đơn giùm em đi Nguyễn Minh ơi. Rồi cái này là 49 đúng không? Dạ 49. Rồi Thúy Phạm, cái này Thúy Phạm. Còn cái đó là của Thanh Trúc á chị. 39. À, Quỳnh Như Quỳnh Như áo len rộng tay dài hả? Để kiếm Quỳnh Như ơi, giờ không biết nó nằm đâu. Còn trơn body Nguyễn Minh, còn trơn body Nguyễn Minh. Cái nào chị Nguyễn Minh ơi, để em vô lên đi chị. Cái này là mặt bẹt vai nha mấy chị. Cái này mặt bẹt vai như thế này nè ha. Đó là kiểu bẹt vai á. Rồi ai lấy cái này thì comment giùm em là sọc trắng đi. Em có một cái sọc trắng, một cái sọc đen. Chị Nguyễn Minh khách cũ quá chị ơi. Chị cũng chụp hình đây. Dạ chụp đi. Dạ để em like đi. À này nè, nãy mấy chị vô sao không thấy cái áo này nè. 49.000 nè. Rồi ai lấy sọc 49 thì comment giùm em sọc 49 nha. Chân váy. Để tí coi còn khách không, còn khách tôi quay lại nha bà Oanh. Chân váy nhiều quá, còn cả trăm, còn hơn cả trăm cái, 200 cái ở đây nè. Rồi ai lấy sọc 49 comment cho em sọc 49 nha. Sọc này có khoảng 48kg trở xuống mặt đẹp. Sọc đó là 49 nha. Còn cái sọc này là, sọc này là 70.000 ha. Rồi ai lấy sọc này 70 thì comment giùm em là sọc 70 nha. Sọc 70. Sọc 70 là không to. Sọc 70 là 60kg vô được luôn á. Nó thun đá hả? Nó thun đá chứ không like. Nó không đá tại nhiều quá, like phải like nguyên cây của đó Ngọc Phượng ơi. Rồi nha, sọc này là 70, còn sọc kia là 49 nha. Cái áo gì vậy? Này hả chị? Áo khoác hả? Này là áo khoác nè. Áo khoác này còn ai lấy không? Áo khoác có 70.000 mà cũng không thấy ai lấy. Áo khoác ngắn tay nè. Áo khoác ngắn tay. Thun này là 60 nè. Thun này là 60 nữa nè. Rồi ai lấy cái thun vàng 60k này comment như là thun 60 nha.
con vàng 60k. Rẻ quá. Vàng 60 nè. Phun vàng mà lên suốt một cái nè. Còn ai lấy phun vàng nó không lên chân váy hả? Tiền Nguyễn hả? Đợi em tí chứ. Trời đỏ này nha, 55k. Ai lấy thì comment giùm em đỏ 55 nha mấy chị. Đỏ 55.000 nha. Nó là len body tay dài nha. Đỏ 55.000. Lấy thì comment giùm em đỏ 55k. Đỏ. Lấy. Đỏ 55.000 nè. Rồi. Yuami một cái đỏ nè. Yuami khách mới hả? Ừ, 8 giờ như chưa có. Chưa có đơn. Yuami cho xin số điện thoại. Du Ami cho xin số điện thoại đi em. Cáo này còn nữa này, sao em like lần nào cũng bị khó. Cáo này nhiêu tiền à? 55.000 có giá rồi. Rồi ai lấy mấy cáo này 55 thì comment giùm em luôn áo sơ mi nha. 55.000 nè. Nó là size M á, có khoảng 50kg trở xuống thôi ha. Nó là size sơ mi nha mấy chị. Lấy thì comment giùm em là sơ mi đen, em có một cái đen với cái trắng. Nó cỡ khoảng 48 thôi, có 50kg tại vì cao trở xuống à. 55.000 luôn. Nè, cái trắng nè, sơ mi nè, cái đen nè. Khổ quá. Sơ mi Yuami nè, sơ mi trắng của Yuami nè. Ủa sơ mi đen chứ. Ủa, của ai? Sơ mi của Yuami nè chị. Còn sơ mi trắng là của Thanh Trúc nè. Cái đó là của Yuami á. Cái này là của Thanh Trúc nè. Yuami có số cho ta, chị bị văng còn như chị văng nè. Yuami cho xin số điện thoại đi Yuami ơi. Còn cái này là của Thanh Trúc. Coi màu vàng, coi màu vàng thì tao ok nha. Yuami lấy màu chích che không? Yuami lấy màu trắng hả? Khoan đợi mình chút xíu nha. Yuami sơ mi hả? Sọc 49.000 cho Trần Thị Ngoan nè. Trần Thị Ngoan một cái sọc 49.000 này chị. Trần Thị Ngoan ơi cho xin số điện thoại đi Trần Thị Ngoan ơi. Thấy comment của Thanh Trúc là sơ mi trắng trước rồi nha. Sơ mi đen. Yuami ơi, em sơ mi trắng em comment sao rồi. Tại vì bạn Thanh Trúc còn comment đầy đủ á. Sơ mi đen là em có lấy sơ mi đen không Yuami? Nếu mà em không lấy thì chị để cho Camaro nha. Tại vì mấy bạn comment màu á nên thấy màu trước. Nên thấy màu trước nha. Yuami em lấy màu đen đi ha. Yuami lấy màu đen đi nha. Rồi cái đó của khách mới. Cái khách mới ơi, khách mới cho xin số điện thoại nha. Ai mới lấy cái áo sọc 49.000 trong xin số điện thoại. Này của Thanh Trúc là em đi rồi. Ờ, này của Yuami. Yuami lấy màu đen nha em. 55k. Ok ok nha Yuami, 55.000. Rồi sale cái áo này luôn cho mấy chị 55.000 luôn ha. Ai lấy vàng thì comment giùm em vàng 55 đi. Vàng 55 nha, size M. Size M này có khoảng 56-57kg mấy chị nhất chích. Em có bán cho người 58kg luôn. Bạn cũng được không? Ok Trần Thị Ngoan. Trần Thị Ngoan ơi, mua đơn cho 100k bạn đi hàng nha, mua hai cái áo đi. Lát kiếm cái gì mua thêm trái nữa đi ha. Rồi ai lấy cái vàng này comment giùm em vàng luôn nha. 55.000 luôn. Nãy bà Quanh bà nói gì màu vàng ta? Rồi ai lấy cái áo len hồng này thì comment giùm em len hồng nha, có dấu chấm hỏi nè. Cái len hồng nha, 69.000 ha. Áo 69.000 cũng rẻ lắm rồi mấy chị ơi. Vua mi là hơi có. Chị Mai Trinh, vàng chị. Vàng chị không vừa đâu chị Mai Trinh ơi. Vàng này chị không vừa đâu. Vàng này có khoảng 58kg. Cao cao thì 58kg trở xuống ha. Len hồng cho Thúy Phạm nè. Thúy Phạm 69.000 nè. Nói chuyện này Mai Trinh. Thúy Phạm hồng á hả? Mai Trinh á hả?
không có màu khác chị ơi, hồng có một màu mà cái đó cũng hiếm lắm mấy chị. Có một màu màu bà chị ơi. Rồi cái áo này 70.000 nè. Ai lấy thì comment giùm em 70 nha. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Nó là dạng như von á. 70k nha, 70k. Cái tay nó làm rất là điệu đàng. Không phải gấp đâu nha mấy chị. Đây nè, mặc vô thì cái tay nó như nè ha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là trắng đi nha, trắng 70. Giải rất là mịn luôn. Giải cực kỳ mịn luôn. Cái trắng này là cỡ khoảng tầm cỡ khoảng 55kg trở xuống thôi nha. Dạ đem lên phát len. Rồi ai lấy trắng này comment giùm em là trắng nha. Em có hai màu thôi, trắng với hồng nha, trắng với hồng. Để em mặc cái áo khoác này cho mấy chị xem. Trời ơi mấy giờ Ngọc ơi, 9 giờ luôn. Chưa em. Để em like ít chân váy cho mấy chị. Em like lại mấy cái chân váy lúc đầu mà mấy chị nào chưa có xem á. Cái khoác này là khoác nhẹ thôi nha mấy chị, khoác nhẹ thôi ha. Bạn mùa xuân qua mùa hạ mùa thu gì cũng được trơn á. Trời rất là đẹp lên, rất là đẹp luôn á. Rồi lấy cái khoác này comment giùm em là hồng. Em có màu hồng với màu xanh. Khoác đẹp lắm. Giải len này cực kỳ mịn luôn. Cái nút này gỡ ra được. Không có cái nút tiểu luôn mấy chị. 70.000 nha, khoác 70k. 70k đúng không chị? Ừ. Bán điên bán cùng. Ờ, đồ gì hả? Khoác 70k nha. Ai lấy cái khoác 70 thì comment giùm em là khoác 70 nha. Áo vô hỏi hồi nãy hết rồi. Áo vô hỏi hồi nãy có kiểu khác không hả? Hết rồi chị ơi. Rồi cái này 55k nha, nó là một cái đầm. Nó là một cái đầm thổ cẩm nha, ai lấy chùm. Đầm hả chùm? Đầm. Ai lấy đầm này comment giùm em đầm 55 nha. Nó cái đầm thổ cẩm cột có một cái một. Còn có một cái một sale luôn nha. Rồi mấy chị, mấy chị ơi, còn đầm 55 hồng thấm kìa. Hồng thấm đầm 55 nè. Rồi. Chân váy có size lớn không Tâm? Dạ có chị ơi, hồi nãy có cái size XL nữa chị. Hồi nãy có cái size XL luôn. Mà bây giờ like dục ở đâu tùm lum hết trơn, rồi lộn xộn sà ngầu hết, giờ không biết ở đâu mà tìm. Chắc bữa nào để em sắp lại chân váy rồi em sắp thôi size em like cho mấy chị chứ. Đúng quá. Ủa hồi nãy các bạn ơi, Rosel Phương còn đó không? Rosel Phương còn thì lụm cái body này nha. Cái này bận vô giống như là cái chân váy, giống như cái dấu quần vậy á. Ha, trời ơi đẹp lắm nha. Đẹp lắm luôn á em ơi. 79k nha, 79k. Ai lấy thì comment giùm mình là xanh 79 nha. Xanh 79 nó là dạng body có khoảng 54-55kg. Nhích nhích như 56kg. Cao cao bận cũng đẹp nữa nha. Xanh 79 nha. Body, một cái body. Còn cái đen này là không to nè. Có khoét tay dài không? Khoét có tay dài không? Có, nhưng mà giờ biết nó nằm ở đâu nữa chị ơi. Xanh cái này Thanh là không... Trúc kìa. Xanh cho Thanh Trúc là chị 79.000. Rồi cái này là không to nha mấy chị. Cái này là không to nha. 65kg, 70kg nhích nhích vô được nha. Lấy thì comment giùm em là mã đen đây 79 nha. Đen 79 nha, sale cho mấy chị đen này 70k luôn nè. Đen 70k nè, ai lấy thì comment giùm em mã đen 70 nha. Len, chắc len này đẹp lắm. Em bán giá này thì nó không có tệ đâu, bảo đảm hàng. Em chỉ còn một cái khắc len này nè, sale cho mấy chị 70.000 luôn á. Chỉ còn có một cái này thôi. Khoác này nè, cái tay nó cũng lỡ lỡ như gì nè, khoác nhẹ ha. Khoác nhẹ nha. Xanh hết rồi Quỳnh Như ơi. Rồi ai lấy cái hồng 70 thì comment tím chứ. Ai lấy cái tím 70 thì comment giùm em tím 70 luôn đi. Cái nút này gỡ ra được nha. Nút này khoác gỡ ra được luôn. Cái đó mà không khoác cũng tính mạnh như áo cũng được. Ừ, bận như áo cũng được. Và bận như khoác cũng được. Cái trắng này cái gì? Rồi ai lấy cái này 49k thì comment giùm em là xanh 49 nha.
xanh 49. Xanh 49 giặt ngắn giặt dài nha, sau lưng thì nó dài. Xanh 49 ca. Tím 70 Nguyễn Minh. Tím 70 cho chị Nguyễn Minh nè, ok. Sửa giá lại đi chị, giá nó cao hơn thì bán 70 bán rẻ rồi. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là hồng nha, 49.000 nha. Cái này giống như ở trong bận thêm một cái áo dây nó sẽ đẹp hơn nha. Hồng 70 đúng không? Hồng 70. Ý lộn trời ơi, hồng 49. Cái tiếng là 70. Hồng 49.000. Ôi trời ơi, cái áo này em có màu đen nữa nè, nó rớt xuống dưới nè. 70.000. Cái áo bận hả? À. Con nha, đẹp như chốt luôn. Chân váy để hôm nay em like tiếp cho mấy chị nha, mấy chị thông cảm với em nha. Để em lựa ra size em like chứ. Giờ đuối ghê luôn. Rồi trắng dây nha. 55k. Size là size. Size này là size L nha, nó ghi M nhưng mà thật sự nó rộng nha, size L. Rồi ai lấy cái này thì comment giùm em là trắng 55 nha, trắng 55.000. Đẹp lắm mấy chị ơi, nó là dạng áo xuất khẩu đó. Trắng 55.000. Cái này L, M gì bận cũng vừa hết trơn nha mấy chị. Trắng 55. Vàng 55 luôn. Vàng mặt trễ vai như thế này, ở ngoài trước là thắt nè, chỗ cái eo của nó là thắt nha. Vàng 55.000. Trắng vàng. Cái này là màu kem nè. Bò bò đi, nó giống như màu vàng bò vậy. 55.000 ha. Trắng hả? Hết size nhỏ rồi em ơi, hết size nhỏ rồi nè, size nhỏ em lấy mấy cái này đi. Nè ha. Mấy cái này là cỡ khoảng 45kg cho số mặt đẹp nha. Ai lấy cái này comment giùm em. Màu bò 45kg nè. Màu hồng này 45kg nữa nè. Thấy nó nhỏ chứ gịch nó ra. Ha, 45kg mặt đẹp. Hoa nó nè, hoa 45kg nha, 55.000 hết nha mấy chị. Ơ có cái trắng này nhỏ nè. Có cái trắng này nhỏ bằng đẹp nè. Rồi ai lấy trắng dây comment giùm em trắng dây nha. Trắng này là trắng dây nha. Trắng dây này là nhỏ bằng đẹp nè. 55.000 hết. Rồi, đen hoa 55.000 luôn mặt. Trễ vai như vậy nha mấy chị, mặt trễ vai nha. Dưới đây có cái chung nghịch ra, 55.000 luôn nha. Chín giờ chưa không? Chưa em. 9:01. Bữa nay em đuối quá. Ủa cái áo sọc hồi nãy mình like chưa Ngọc? Mình like đồ đúng không? Có ai lấy cái áo sọc nào? Hồi nãy có ai comment thấy cái áo sọc nào mới chế? 79k cho mấy chị luôn nha. Áo sọc 79.000. Cái này là gì đây? Ha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là dây đi, trắng dây nè. Dây nó màu xanh á. 59k. Này là phơm to nè, không phải to đâu. Cái này cái phơm này có khoảng 58kg, 60kg thì ôm. 58-60kg thì nó trở xuống nha. Len, này bằng len nha. Ai lấy thì comment như là trắng 59, mã 59 luôn. Tắt đi em chè hả? Chắc tắt đi em chè hả? Không ai mua là tắt đi em chè. Rồi ai 59.000 lên lông thỏ nha, màu nâu nha. Ai lấy thì comment giùm em 59 nâu đi. Chợ cũng ai bán áo 59.000 hết trơn á. Chị Mai Trinh lấy cái 59 nè, 59 cho chị Mai Trinh nè chị. Chị đi giùm em chị Mai Trinh 59. Rồi ai lấy cái này nâu 59 thì comment giờ nâu 59 nha. Áo thun đúng rồi, hồi nãy có mấy bạn hỏi áo thun nè, không trước có la áo thun mà nó còn nè. Em lấy lai lại mấy cái áo thun rồi cho mấy chị. Đúng rồi, cô chị Mai Trinh là cái trắng đó. Dạ. Hôm trước là áo thun còn, giờ để là dơ tiếp mấy cái áo thun rồi cho mấy chị nha. Thun này nhiêu? 65.000 hả?
70k. Rồi 70k áo thun đồng giá hết 70 nha mấy chị. Áo thun này nè, bệnh trăng luôn ha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là hồng đi. Nó không phải là bị loang đâu, mà là nó cái kiểu cái mẫu hot bây giờ nó đang loang loang như vậy á. Em có được vớt được mấy cái này nè. Ai lấy thì comment giùm em là hồng nha. 70, hồng 70 nha. Đúng rồi á. Đứng bị đứng này. Không, của em trên đây cũng có cái áo đó. Chị hả? Rồi ai lấy cái này comment giùm em là hồng 70 nha mấy chị. Hồng 70. Cái váy đó có người lấy rồi không? Cái váy trắng này đúng không? Cái váy trắng này nè, 89. Cái váy trắng này hôm bữa bán 119.000, có người lấy rồi mấy chơi ơi. 119.000. Em mới có treo lên rồi. Mà hôm bữa hỏi rồi mình quên, em quên đóng bọc nè. Hồng 5, hồng 70 nha. Rồi 70k chữ nô nha. Lấy thì comment giùm em là đen nha. Đen chữ 70.000. Quá rẻ rồi mấy chị ơi. Bán rồi em ơi, bán rẻ hơn bữa bán rẻ, chị còn đầm đó nữa. Chị còn đầm ren nữa nhưng mà mẫu khác nha, còn đầm ren đó nữa. Rồi ai lấy comment đen 70 nha. Đen chữ. Đen chữ 70.000, đen chữ nhiều chứ đen chữ nô. Vàng 70k. Ôi dễ bận chế đó, thun cực kỳ dễ mặc nha mấy chị. Mấy chị thấy nó hoa nhiều chứ cái hồi mua ra chợ mua mấy cái này không có giá 70.000. Là thuê cái vàng này không? Là thuê một cái vàng nè. Rồi cái này là phom to, cực kỳ to luôn nha mấy chị. Tím này là 70kg vô được luôn nha. Thảo Kelly, em muốn mua người được không? Tao bán luôn nè, tao bán ế quá, tao bán ngần luôn. Ê, bán luôn cái bà ngồi ngoài nữa. Ai lấy tím này comment giùm em tím nha. Tím này 70kg vô được luôn nha mấy chị, tím ha. Mua chai massage đây sẵn 69k. Nói vậy luôn đó mấy. Mua chai massage để sẵn nha bà Thảo Kelly. Lộn, tím 69.000 thầy nói với tàu lao giá. Tím theo cho mấy chị 69.000 luôn nha. Giá cũ em bán 79 nha. Thầy bán 69.000 luôn. Nói qua tiền chai massage chắc chết. Rồi xong, bây giờ em hộp nha mấy chị. Hộp ở đây nha. Em hộp ở đây nha. Em hộp ở đây đi. Hôm nào em like nữa. Ơ còn cái áo này để em đem ngâm sale cái áo này luôn. Khỏi quá. Còn váy ren không chị? Còn em ơi, nhưng mà nay không có like đâu. Tại vì like hôm nào like váy là like váy không á. Hôm nào like áo không á, nó lộn xộn em ơi. 70kg vô được nha mấy chị. Xanh nha, 39.000. 39. Áo Adidas hết rồi Quỳnh Như ơi. Áo Adidas hết rồi em ơi. Áo Adidas Thái hôm bữa hết rồi. Xanh 39.000. Xanh 39.000 nha. Lấy thì comment giùm em là xanh 39 nha. 39k thôi. Rất là dễ rồi. Rồi nha, em ở đây hẹn với chị là bữa nào em mừng được tiếp. Như tăng áo gì? Áo nào như tăng ơi? Thầm mình nói rõ đi mấy chị ơi. Nên vậy là em thua luôn á. Xanh. Xanh hả? 39.000 hả? Mua cái gì trên 100.000 giùm em đi, cho số điện thoại luôn. Như tăng lên mua thêm một cái gì đó trên 100.000 luôn đi, đừng đi hàng. Trời ơi, em còn mấy cái áo khoác này nè. Bán rẻ cho mấy chị luôn nha. 65k, không ai bán áo khoác 65.000 đâu. Áo khoác này thường thường là phải 120 nha mấy chị. Hôm nay em bữa đây em bán 99.000 ha. Bữa nay một ngày duy nhất luôn 65.000. Lấy thì comment giùm em khoác xanh nha. Khoác xanh em có hai màu xanh với hồng nha. 65.000 thôi.
phát này là phát chống nắng nhẹ giải mỏng nha mấy chị, giải mỏng nha, nói trước là giải mỏng nha, nó là phát chống nắng luôn ha. 55k lấy thì comment giùm em là 55 khoát. Như Tăng cái số điện thoại này, Như Tăng mua luôn cái gì đặng đi đơn Như Tăng ơi. Như Tăng cái xanh khoát nữa nè, xanh khoát 65.000 nè. Với cái áo này là 39 nè. Áo này là 39 nè. Còn cái này là 65 nè. Chị ghi tên giùm em ha. Như Tăng nè, Tiền Nguyễn một cái phát xanh nữa nè. Trời ơi, phát xanh. Phát xanh hết rồi mấy chị ơi. Còn phát hồng thôi nha. Á, à, còn một cây phát xanh đây nè. Rồi từ từ để em đọc comment tới nha. Như cái chuyện như tên đó. Ừ. Rồi chị đọc dài xuống giùm em chị Ngọc ơi. Phát xanh. Như Tăng nè. Lùng tảo. Lùng tảo một cái phát xanh nè. Lùng tảo không thấy cái điện thoại rồi. Có cái điện thoại chứ nếu được không? 65.000. Trời ơi, hôm bữa bán 120 đó mấy chị, em ghi giá tiền ha. Chị ghi 65 chứ không phải 55 nha. Lùng tảo comment 55 là không đúng. 65.000 nha bạn ơi. Chị Mai Trinh nè. Chị Mai Trinh ơi, khoác này có phải là phơm nhỏ hơn chị. Chị mặc chắc ôm á chị ơi. 65.000 nè chị Mai Trinh nè. Tiền Nguyễn phát xanh nè. 65.000 nè, em có màu hồng nữa nha, ai lấy hồng thì thầm em hồng nha, em hết xanh rồi. Cái này của Tiền Nguyễn nè chị. Có dây kéo chứ chị, áo này có dây kéo nha. Có dây kéo em ơi, để em lấy một cái cho mấy chị xem. Tiền Nguyễn là cũ em mới ta. Để em dở một cái ra cho mấy chị xem. Ủa chị Mai Trinh bây giờ có bán chứ một cái gì đâu. Đây. Đó chị cái Tiền Nguyễn, chị coi em nó Tiền Nguyễn. Đây dây kéo ha. Mặc cho mấy chị xem một cái khoác luôn nè. Em còn có màu hồng thôi ha. Đây cái khoác này khoác chống nắng, cái tay của nó có thể như thế này nè. Còn không thích bẩn thì mấy chị bẻ vô như vậy thành cái tay bình thường ha. Tiền Nguyễn quỷ già quách đô. Muốn hết đồ đi tôi nghĩ. Tiền Nguyễn là cái áo khoác với cái chân váy bi. Đó đúng rồi. Dạ. Nó đây là hồng nha. Nó mỏng nha mấy chị. 65.000 nha. Lùng tẻo hả? Chân váy nào nữa không hả? Chân váy có nhiều lắm nhưng mà bây giờ không có like nữa. Hồi nãy giờ like nhiều quá nên giờ không có like nữa. Lùng tảo lấy cái chân váy chị đang mặc được không em? Chân váy chị đang mặc là còn chỉ size L thôi nghe em, hết size rồi còn size L thôi. Lấy chân váy đang mặc thì comment giùm em là chân váy đang mặc đi. Cái này nó bị dính cọng chỉ ở trong nên kéo lên nó hơi khó. Lấy em bỏ cái size này ra ngoài cho mấy chị. Kéo lên tới trên đây luôn nha mấy chị. Em dịch thử ra. Ồ nó cao luôn á. Cái tại bới cái đầu á. Ờ đúng rồi, tại bới cái cục xi nhan này nè nên nó cao. Rồi em còn màu hồng nha, 65.000. Bắn lỗ luôn đi cho nó đi nhanh chứ. Hồng 65 nha, lấy thì comment cho em hồng 65 nha. Chân váy khổ quá à, chân váy hồi nãy like mấy bạn vô sao mấy bạn không thấy. Giờ mà dơ lại luôn. Đuối lắm luôn á. Hôm nào để em dơ chân váy, em lai lại chân váy cho. Công nhận luôn, lai chân váy có sai này cực ghê. Rồi gì áo khoác thôi hả? Áo khoác không á chị ơi, còn cả cây áo khoác trong đây nè. Này là gì đây? Ôi cái này là chum nha mấy chị. Cây thích chum không thì em dơ cái chum lên cho mà coi. Chum này sẽ rẻ cho mấy chị luôn á. Hồng 65 cho Ngọc Bích một cái nè. Ngọc Bích Trần công ty không? Dạ, Ngọc Bích Trần. Đây là chị. Rồi, Ngọc Bích công ty. Hòa với mấy chị luôn, cái chum này hôm bữa bán 160 á.
Bây giờ bán 120.000. Thôi ai thích thì lụm nha. Nó là cái dạng xi móng rộng nha. Vàng ơi chị ơi, sen hoa một cái hồng 65 nữa nè chị. Sen hoa là có đơn chưa ta? Sen hoa là hôm bữa có đơn rồi. Đi giùm em luôn ha. Vàng ơi, đồ của em á để vô cốp xe quên đem nhà nữa rồi, để mai đem đi công ty nữa nha. Giờ ai lấy chum 120, comment chum 120. Cái này có sợi dây này nè, là buộc lại nha. Cái chum này là mấy chị nào mà 58-60kg á, bận cũng được luôn nha. Tại vì nó may rộng chỗ này nè, về chập rộng gì mấy chị thâu bên nách vô nha. Dây kéo của nó nằm sau lưng, dây kéo giấu nằm sau lưng. Nó là một cái chum ống rộng, có cái dây buộc cái nơ. Chum ống rộng bận giống như là một cái váy vậy đó. Lấy thì comment giùm em là chum 120 nha. Đúng rồi. Vậy chị để cho em cái áo sơ mi trắng nha chị. Đường Tảo nãy có áo sơ mi sao? Không, không có áo sơ mi em ơi. Áo sơ mi đâu có đâu. Áo sơ mi hồi nãy hết rồi, áo sơ mi Chanel hết rồi. Hồi nãy có hai bạn lấy rồi. Chum này 120 nè, cái chum này là 60kg á mấy chị. Bận cũng vừa luôn nha. Đường Tảo chỉ mới có cái áo khoác thôi. Đường Tảo mới có một cái áo khoác thôi em ơi. Mua cái gì thêm mới được. Rồi ha. Để em vô cái chân. Hồi nãy có bạn lấy cái này chưa ta? Nãy cái này em có like rồi nè, nhưng mà em thấy nó đẹp thì em vô lại thôi. Size S nè, size này là size S nha. Size S, ai size S thì lụm ngay. Nó là cái quần nha, cái quần váy rất là đẹp luôn. Quần váy bận giống như là một cái váy vậy đó mấy chị. Đẹp quá. Trời ơi, ai chửi cái gì nữa. Sơ mi gì mà em chưa thấy ai lấy mà. Sơ mi Chanel đúng không em? Sơ mi Chanel hồi nãy có hai bạn lấy rồi. Hay là cái này. Ờ đúng rồi, hay là cái này. Hay là em nói cái này thì chưa ai lấy nè. Đúng cái này không? 70k nè. Đúng cái này thì ok giùm chị nha, cái này thì chưa ai lấy nè, đúng rồi nè, cái này là cái chưa ai lấy. Cái này là màu trắng luôn á. Chị tưởng là nó cái sơ mi Chanel. Chanel là có người lấy rồi. Rồi đúng cái này thì ok giùm chị nha. 70 không? 70. 70 đẹp lắm. Cái quần nâu nè, ai lấy thì comment cho em là mẫu quần nâu nha mấy chị. Size S nha, quần S nha. Quần này là đâu rồi á, đúng rồi á. Rồi ok. Xong nha, đủ đơn nha Lùng Tảo ơi. Ngọc Bích, đúng rồi em. Phát len 70 nha Ngọc Bích Trần. Áo chống nắng là 65.000. Còn áo phát len là 70 nha. Rồi mấy chị ơi, em ở ở đây nha. Có hai cái này có 339.000 cũng phải lấy cho em. Còn chân váy còn mà giờ không có ai lại luôn. Chân váy rất là nhiều. Thu Thủy ơi, Lùng Tẻo, quần đó có màu đen không? Không có màu. Có màu đen ở quần này nè. Đây, size S, size M nha. Cái này size M nha. Đây. Màu đen nè, mặc giống như cái váy, thực chất nó là cái quần nha, cái quần da ha. Không lên, không like nữa Thúy Phạm ơi, hôm nào em like nữa nha mấy chị. Bữa nay em ọp nha. Bữa nay thứ 6 rồi đúng không Ngọc? Thứ 2 em like lại nha. À 49k, à đúng rồi, cái áo khoác len giải mỏng đó là 49k nha Ngọc Bích Trần. Còn chị tưởng em hỏi cái áo khoác dài, áo khoác đó là 49.000 nha. Rồi cái này là cái quần. Em ở đây nha mấy chị, thứ hai tối thứ hai em mới like lại nha. Tại vì một tuần em like rất là ít hàng. Em like toàn là hàng sale của em bán shop nên hàng còn sale là em like nha. Em coi đồ like size S không hả? Dạ, tại vì em vô lên S có, M có, L có, nó tùm lum hết trơn á. Váy đó có size lớn không? Hồi nãy có size XL chị ơi. Hồi nãy cái XL nằm ở đâu hả? Nhớ không? XL chị kêu váy rồi. Còn nữa không? Có nữa không? Có này là size M. Có này size M.
Để em dơ cái quần này lên cho mấy chị xem ha. Em coi lại cái len xanh, len xanh này đúng không em? Cái len xanh này 49k nha. Đây 49 ha. Để em dơ cái chân váy trắng này lên cho mấy chị. Cái này là một cái quần nha. Đây, đó, cái thắt nực nực này nằm giữa. Đây là cái quần size M nha. Giải cực kỳ đẹp luôn ha. Mấy chị kéo này em bê nó cũng phong cách dữ lắm luôn á, nhìn phong cách ha. Chị Mai Trinh hình như XL nãy có chị kia lấy rồi, bây giờ em không biết XL nó nằm ở đâu nữa, nằm ở khổ chứ. Còn chân váy nhiều quá à. Giờ không có vô, không có lấy ra được, nó không có biết theo size. Bếp có hỏi gì không? Cái đúng rồi em ơi, 65 là đúng rồi đó. Một size XL 52kg. Yu Ami lấy cái nào ta? Áo khoác còn nha, 100 euro. Áo khoác len, áo khoác len tay ngắn còn. Với áo khoác 65.000 còn nha chị, 100 euro. Ngọc Bích Trần 49 với 65 đúng rồi á. Ộp 100 euro ơi, like từ lúc 7 giờ rồi. Ộp nha, ộp ở đây nha. You and me lấy em một cái size XL 52kg. Em có 52kg mà sao em mặc size XL ta? 52kg, size XL cái gì? 52kg nhiều khi bận size M cũng được mà. Đây nè, bà chị ngồi ở đây 52kg mà bận size M không nè. Bút chì màu hả? Có sao, nhưng mà bây giờ offline ở đây nha. Ok, ngày mai ghé lấy nha Ngọc Bích. Có mấy cái chân mà thun á. Cái đó thun đúng không? Này cũng size S nữa, trời ơi, này đẹp muốn chết luôn. Size S nhưng mà nhích nhích. Cái này mấy chị kéo cao, kéo xuống gì cũng đẹp hết trơn. Cái nãy, cái nào lưng thun thôi. Cái có mấy cái lưng thun á. Cái này em nghĩ chị tặng vừa. Em nghĩ là vừa. Phải lấy cái áo khoác hả? Cảm ơn cô, lấy cái áo khoác nào ta, áo khoác len hay là áo khoác thun? Cảm ơn cô, lấy áo khoác len hay áo khoác thun? Em áo khoác thun 65.000 nè. Còn lại size M thôi nha, còn lại màu hồng size M nè. Lấy thì comment rõ rõ nha, 100 euro, 65.000. Áo khoác này là áo khoác mỏng nha mấy chị, áo khoác ngắn mỏng nha, chứ không phải là áo khoác dày đâu. Ủa Trâm có đơn nào không? Trâm ơi em có đơn nào vậy Trâm không nhớ. À chắc Trâm ơi vô đơn cũ hay sao? À có thun áo khoác thun. À thun. Rồi dồn đơn ha. Rồi ok. Em ở bên đây nha mấy chị. Hẹn mấy chị bước sau live tiếp nha. Hẹn mấy chế bước sau live tiếp nha. Thứ hai, tối thứ hai đón live của em. Tối thứ hai đầu live em sale đồ rẻ nữa. Trời cái váy này nó rộng. Đây nè, chị mấy chị thấy không? Nó rộng em. Rộng như chết. Thôi, thôi, thôi.